Chị này vô like rồi chấm tương tác lên nha mấy chị ơi. Vô like nhớ chia sẻ like với lại chấm tương tác lên giúp em nha mấy chị ơi. Chia sẻ like chấm tương tác nha mấy chị. Ủa, Huyền cái cọc hôm qua đó, một cọc chân váy lúc bên kia mà em thợ để không? Bây giờ mong hết cọc ra chị. Rồi chia sẻ like chấm tương tác để em lên hàng tặng đầu like nha mấy chị ơi. Áo em mang thì có rất là nhiều màu, giá cực kỳ rẻ luôn nha. Để em bung màu hết ra nè. Áo em mang cực kỳ là nhiều màu luôn. Chất khung này rất là xịn, rất là dày dặn luôn mấy chị ơi. Áo đang mặc nha. Đó, màu nè. 99 ngàn một áo nha, Ánh Vy ơi. 99 ngàn một áo nha, để em bung hết màu ra. Để cho chị đứa trắng nữa luôn. Thôi thôi. Mấy chị ơi, cái vải thun này là nó rất là xịn, rất là đẹp luôn á. 99 ngàn một áo, form 40 đến 60kg là men vừa luôn. 60kg cam đến 6 giùm em nha. Đó, nhiều màu lắm luôn, để em bung hết màu ra nè. Form lên rất là chuẩn, rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Áo này đang rất là hot luôn nè. Áo cổ này, cổ hơi cao và tay là tay phồng. Cổ hơi cao, tay phồng giùm em nha. Rất là nhiều màu. Chia sẻ like chấm tương tác giùm em nha mấy chị ơi, cho nó khỏi bị ẩn nha. Ấy mặc là 99 ngàn một áo, form 40 đến 60kg giùm em nha mấy chị ơi. Màu này là màu hồng ruốc nè, hồng ruốc giùm em nè. Màu đen, màu em đang là màu nâu, hồng ruốc, đen, nâu. Màu xanh giùm em nha, màu xanh đẹp lắm mấy chị ơi, 40 đến 60kg, 99 ngàn một áo giùm em nha. Màu xanh. Màu này là màu kè phôi sữa. Đó, kè phôi sữa giùm em nha. Màu đỏ đô. Đỏ đô nha mấy chị. Áo là 99 ngàn một áo giúp em. Form 40 đến 60kg là men vừa luôn nha mấy chị. 40 đến 60kg giùm em. Màu là màu đỏ đô. Đỏ đô. Hồng là kem đất. Hồng kem đất vàng, cực kỳ là nhiều màu luôn chị ơi, áo này nhiều màu. Màu kem đất giùm em nha, siêu đẹp luôn, cái này nhận hàng ưng ý liền luôn á. 99 ngàn một áo giùm em nha, cổ keo, tay là tay phồng. Cổ keo, tay phồng, chất liệu là vải thun nha Ánh Vy ơi. Thun mà cái dạng thun, thun mới nhìn vô mấy chị sẽ tưởng như là chất len, nhưng mà không phải len nha, nó là dạng thun này. Siêu dày dặn, rất là mịn, rất là đẹp luôn nha. Hàng này chuẩn hàng giùm em, 99 ngàn màu kem đất. Chia sẻ like nha mấy chị ơi. Màu này là màu hồng. Màu hồng giùm em nha. Cực kỳ nhiều màu luôn, chất khung cực kỳ là xịn luôn nha mấy chị ơi. 99 ngàn một áo giùm em nha. Dày dặn, rất là đúng form luôn. 99 ngàn một áo. Đây nha mấy chị ơi. Đó hồng. Để em coi còn màu gì nữa. Màu vàng. Rồi màu em đang là màu nâu nha mấy chị ơi. À, lấy chốt em áo kiềng màu. Rồi đây nha mấy chị ơi, màu vàng. Đó, áo đầy đủ màu giùm em nha. Rồi đầu tiên mấy chị chia sẻ like chấm tương tác giùm em nha. Chia sẻ like chấm tương tác để em lên một ít hàng tri ân đầu like nha. Xong rồi em bắt đầu em lên hàng mới luôn. Còn áo đang mặc là có tổng cộng bao nhiêu màu này nha, em lên màu lần nữa xong lên hàng tri ân cho mấy chị nha. Em mang là màu nâu nè mấy chị ơi, màu nâu. Rồi này màu vàng nè. Màu này là màu hồng giùm em nha, 99 ngàn một áo. Hàng này chuẩn form lắm luôn mấy chị ơi, màu hồng. Rồi màu này là màu kem đất giúp em nha, màu kem đất. Rồi màu đỏ đô giùm em nha, đỏ đô. Màu xanh nha mấy chị ơi, màu xanh nè. Rồi màu kem, màu kè phôi sữa, kè phôi sữa. Với màu hồng ruốc, hồng ruốc. Với màu đen, Ánh Vy màu vàng với màu đen nha mấy chị. Chị đang lấy chốt áo kìm màu. Ánh Vy vàng nè. Rồi chị đang lấy chốt em áo kìm màu nha. Đó, form như em đang mặc nè mấy chị ơi. Cổ keo như thế này nha. Tay là dạng tay phồng. Tay phồng giùm em nha, tay phồng mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn nha.
99.000 một áo, từ 40 đến 60 kg là men vừa. Rồi chị nào lấy chốt em áo kìm màu nha. Chia sẻ like hết chưa mấy chị ơi, bắt đầu lên hàng Tri Ân đầu like nha. Rồi em lên hàng Tri Ân đầu like nha mấy chị ơi, chị nào mới vô tranh thủ chia sẻ like giùm em nha. Chị nào mới vô nhớ tranh thủ chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Em lên hàng Tri Ân đầu like nha. Rồi chân váy sọc giùm em nha mấy chị ơi, phía trước nó có hai túi giùm em nha. Có hai túi, cái này là chất keki co giãn luôn mấy chị ơi. Chất keki co giãn giùm em nha, có hai túi hai bên và hai túi phía sau luôn. Lưng là lưng thun như thế này giúp em nha. Đó, có nút cài như thế này nè. Rồi form này tầm 52-53 kg, trở lại là men vừa. 52-53 kg lại men vừa giùm em nha. Rồi chân váy này Tri Ân giá 55.000, dành cho chị nào có chia sẻ like. Giờ lấy sọc 55, chốt em sọc 55 nha. Đó, hai túi phía sau, chất keki co giãn giùm em nha, vải rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Tầm 52-53 kg, trở lại là men vừa. Rồi đây, chị lấy chân váy sọc, chốt em chân váy sọc nha. 55.000 chân váy sọc nha mấy chị ơi. Rồi lưng là lưng thun như thế này giùm em nha. Đó, nó có đai cho mình luôn. Này cài nút ở phía trước, có dây kéo. Form 40 đến tầm 52-53 kg là men vừa giúp em mẫu này nha mấy chị ơi. Chị nào lấy chân váy sọc 55, chốt giùm em là chân váy sọc nha, giá 55.000 chân váy sọc nha mấy chị ơi. Rồi chân váy sọc 55 giùm em nha. Chị lấy sọc 55, chốt sọc 55. Quần đen giùm em nha mấy chị ơi, quần này em có size là size L. Size L. Đen này có size L. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi, size L với lại size L không ta? L. Chia sẻ like nha mấy chị ơi. Quần này có size M với lại size L, hai size. Rồi cái này Tri Ân giá 39.000, dành cho chị nào có chia sẻ like nha. Quần đen, chị nào lấy quần đen chốt em quần đen kèm size. Tri Ân giá 39.000, dành cho chị nào có chia sẻ like nha mấy chị ơi. Size M với lại size L hai size, 39.000 ML hai size. Đây hai túi trước và hai túi sau giùm em luôn nha. Hai túi trước và hai túi sau luôn mấy chị. Rồi Tri Ân giá 39.000 nha, dành cho chị nào có chia sẻ like. Chị lấy quần đen chốt giùm em là quần đen kèm size. Quần đen kèm size giùm em nha, ML 2 size mấy chị. Tri Ân giá 39.000, vải bao dày dặn, bao đẹp cho mình luôn nha. Dày dặn đẹp cực kỳ luôn. Hai túi sau và hai túi trước đo lưng L giùm em. Rồi chị nào lấy chốt giùm em nha mấy chị ơi. Quần đen kèm size ML 2 size giá 39.000. Áo chị đang mặc có nhiều màu lắm luôn Hẹo Nguyên ơi, để chị lên màu lại cho em coi nha. 99.000 một áo, có nhiều màu cực kỳ luôn. L eo 90 nha. L eo 80 nha mấy chị ơi, eo 80 nha, size L eo 80. Rồi áo em mặc là 99.000, em lên màu lại nha. Màu này là màu hồng hồng ruốc giùm em nè. 99.000 một áo, form 40 đến 60 kg là men vừa hết giùm em nha. 45 kg vừa size M nha anh Vy ơi. 45 kg vừa size M nha em. Rồi chị nào lấy áo chốt em áo kèm màu nha, 99.000. Màu này là màu nâu bò. Quần không co giãn nha em, màu hồng ruốc. Màu kè phô sữa, 99.000 giùm em áo này. Đang rất là hot luôn nè mấy chị ơi, nhưng mà cái bên em là vải nè, với lại form rất là chuẩn luôn nha. Rồi màu hồng ruốc nè, màu kè phơ sữa. Rồi màu xanh giùm em nha, 99.000 một áo, form 40 đến 60 kg men vừa, màu xanh. Rồi màu này là màu hồng nha mấy chị ơi, màu này là màu hồng, 99.000 áo giùm em nha, màu hồng nè. Rồi màu đỏ đô. Đỏ đô giùm em nha, màu đỏ đô giá 99.000, màu đỏ đô. Màu này là màu kem đất giùm em nha, màu kem đất mấy chị ơi. Kem đất
vải đẹp lắm luôn. Kem đất, kem đất màu vàng với màu đen nha. Rồi chị nào lấy áo màu gì chốt màu đó giùm em, cực kỳ là nhiều màu luôn nha. 99.000 một áo, mỗi màu chỉ có 1-2 cái nên chị nào thích màu gì chốt màu đó giùm em nha. Màu vàng nè, đó màu đen 99.000 giùm em nha mấy chị ơi. Vàng đen, em lên màu lại lần nữa nha. Màu hồng, vàng đen hồng, màu kem đất nha mấy chị ơi. Màu kem đất giùm em nha. Kem đất nè, màu kè phôi sữa, kè phôi sữa. Rồi màu xanh, màu đỏ đô với lại màu hồng ruốc nha mấy chị ơi. Hồng ruốc với màu em đang mặc là màu nâu nha. Màu em đang mang là màu nâu. Đó, chị nào lấy áo này chốt giùm em là áo kìm màu nha mấy chị ơi. 99.000 áo kìm màu, chị nào lấy chốt giúp em nha. Đó, màu hồng ruốc đó nè. Đây nha mấy chị ơi, giờ lấy áo này chốt em áo kìm màu. 99.000 áo kìm màu giùm em nha. 99.000 áo kìm màu. Rồi em qua mẫu. Em lo nó khóc phèo nha mấy chị ơi. Nó la buồn với tao. Nó cứ ngọt. Nó buồn nó cứ ngọt. Em lo nó khóc phèo nha mấy chị ơi. Lo nó khóc phèo nè. Khóc phèo nhập cái loại phèo này nó rất là, chất nó rất là xịn luôn mấy chị ơi, rất là mềm và rất là nhẹ nhàng nha. Đó, mình xếp gọn lại là nó cũng có chút xíu siêu thôi, chứ không phải là cái loại phèo mà thiệt là to, thiệt là dày đâu nha. Nói chung cái này cũng dày nhưng mà chất của nó rất là mịn, mịn và siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Đặc biệt nó có kèm thêm một cái túi cho mình nè. Áo khớp phèo giùm em nha, khớp phèo có kèm túi. Đây, khớp phèo này giá là 175.000 một áo giùm em nha. 175 nha mấy chị ơi, áo này nè. Đây bên trong của nó nè, siêu đẹp luôn, đẹp xịn cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Áo khoác phao giá là 175.000 áo giùm em nha. Giá 175.000 một áo, xịn đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Áo khoác phao này em có nhiều màu. Đây bên trong của nó có túi bên trong cho mình luôn nha mấy chị ơi. Đó, có túi bên trong cho mình luôn nha. Hai bên là hai túi hai bên giùm em. Màu này là màu đỏ đô nha mấy chị. Và cái mũ này tháo rời ra được luôn nha. Cái mũ này có dây kéo nè, mấy chị thích mặc mũ thì để mũ, còn không mình có thể tháo cái mũ ra được luôn. Tại vì nó có dây kéo giùm em nha. Có dây kéo luôn mấy chị ơi. Áo này em có màu đỏ đô nè, màu đỏ đô. Đấy, em xíu. Có nhiều màu nha chị Bi Nguyên ơi. Áo khoác này em có size, cái này hàng phi size nha chị ơi, 40-60kg giùm em nha. 40-60kg màu đỏ đô, màu hồng, màu hồng, màu đỏ đô. 175.000 một áo giùm em nha. Hồng, đỏ đô. À rồi, màu đỏ đô là em có size L, còn màu hồng là có size S nè. Đỏ đô nãy là có size L nha mấy chị ơi, còn màu hồng này size S nè. Dạ gửi rồi nha chị Băng Đăng ơi, em gửi rồi nha chị. Để em kiểm tra size hết cho mấy chị luôn nha. Màu đỏ đô là chỉ có size L, màu hồng là size S, màu hồng là size S, màu nâu là size L. Áo này xịn cực kỳ luôn mấy chị ơi, 175.000 một áo giùm em nha. Nói chung chất của nó rất là mịn về men. Rồi màu nâu là size L giùm em nha mấy chị ơi. L giùm em nha, L là 40-60kg đều có thể mang được hết. Còn cái size S thì tầm 52kg trở lại giùm em nha. Nhưng như màu xanh này ở ta, áo xanh đó hả chị. Rồi cái này chốt em nâu nha mấy chị ơi, chốt em nâu. Nâu là size L. Rồi màu đen có size XL, giá là 175. Về cảm ơn chị Đăng Đăng nha chị ơi. 175.000 cái phốt phèo, mấy chị nhận hàng có nghĩ liền luôn nha. Chất đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi màu đen giùm em nha, màu đen size XL. Nó tặng kèm cái túi như thế này giùm mình cho mình nha mấy chị ơi. Khi mà mấy chị mặc đi, mình đi hay là mình
Còn mình cầm cái áo này đi xe á, mình mặc xong mình có thể xếp gọn lại, mình gọn trong cái túi này giùm em nha, rất là gọn luôn á. Thường thường áo phe thì mình sợ nó cồng kềnh này nọ nha, nhưng mà chất này rất là mềm luôn. Đó, mình mặc xong mình xếp lại rất là gọn luôn mấy chị ơi. 175.000 áo giùm em nha. Màu đen là size XL. Màu đen là size XL. Rồi em có màu rêu với màu vàng nữa nha. Màu rêu là size L. Màu rêu là size L. Và màu vàng là size L. Với lại size gì đây? Màu vàng cũng size L luôn. Nói chung size L là từ 40 đến 60 ký là mang vườn em nha. Áo đang mặc màu xanh cho Duyên Duyên. Áo đang mặc màu xanh cho Duyên Duyên này. Rồi áo phe 175.000 áo thì em nha mấy chị ơi. Chị nào lấy áo phao này chốt em áo phao kiềm màu size L 40 đến 60 giùm em nha. Đó, đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Màu vàng giùm em nè. Áo phao nha, giá là 175.000 áo mấy chị ơi. Giá 175.000 áo giùm em nha. Hàng xịn đẹp cực kỳ luôn. Thấy chị ngờ Uyên nha chị ơi. Mà nãy vậy chứ, chị có comment cái gì không? Điện thoại này, mới cho chị mượn điện thoại em đi. Có được. Hả? Áo phao giá 175 nha chị ngờ Uyên ơi. Rồi hút đi đợi em xíu nha chị. Chị đang coi nó tóc ngang ra à. Rồi được rồi. Rồi áo phao này giá 175.000 áo giùm em nha mấy chị ơi. Giá 175 giùm em nha. Còn áo hút đi thì đợi em xíu nha chị, rồi em lên màu lại nè. Đẹp xuất sắc luôn nha mấy chị ơi. Màu này là màu vàng giùm em nha. Màu vàng giá 175.000 áo này màu vàng. Màu vàng em nha mấy chị ơi, màu vàng nè. Đó, màu vàng mềm nha, màu vàng. Màu đỏ đô, chỉ có màu hồng là size S thôi nha. Còn lại là từ 40 đến 60 mấy chị có thể mang được hết giùm em luôn. Màu đỏ giùm em nè, màu đỏ giùm em nha. Éo phao với 175.000. Xịn đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Bên hai bên của nó có hai túi hai bên giùm em luôn nha. Đó, có hai túi hai bên giúp em luôn. Đẹp lắm lắm luôn nha mấy chị ơi, mẫu này. Rồi, như thế này giùm em nha. Đó, xịn đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Màu đỏ đô giùm em nè. Rồi màu nâu nha mấy chị ơi, màu nâu giùm em nha, màu nâu 175.000 áo giúp em nha, màu nâu. Màu nâu nha mấy chị ơi, màu nâu nè. Rồi màu hồng giùm em nha, màu hồng. Màu hồng là size S tầm 52 kg trở lại là mang vừa giùm em nha. 175 một áo. Nhiều khi trong live em like mấy chị nhìn không biết cái chất của nó như thế nào, tụi nó không đẹp nhưng mà thực sự ở ngoài đẹp lắm luôn á. Đẹp xuất sắc mấy chị ơi. Cái này là màu hồng nhạt giùm em nha. Chị nào nhỏ người từ 40 đến 52 kg thì lấy cái màu hồng nhạt này, nó là size S. Rồi màu nâu, màu hồng nhạt, màu đỏ đô, màu vàng, màu đen với lại màu xanh rêu giùm em nha. Màu này màu đen nha mấy chị ơi, màu đen. Giá 175.000 một áo giùm em nha. Màu đen nè. Màu đen. Rồi cái này màu xanh rêu giúp em nha mấy chị ơi. Xanh rêu. Đây, mũ của nó có thể tháo rồi ra được giùm em nha. Màu xanh rêu 40 đến 60 giùm em, có kèm túi cho mình luôn. Rất là xịn nha mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy màu gì chốt em màu đó nha. 175.000 một áo. Giá 175 nha mấy chị ơi. 175.000. Đó, phía trong của nó như thế này giùm em nha. Và có hai túi hai bên luôn. Có hai túi hai bên luôn nha mấy chị ơi. Chị nào lấy phao chốt em phao nha. Đó, cái mũ nó tháo rồi ra được luôn nè mấy chị ơi. Rồi mũ tháo rồi ra được giùm em nha. Muốn mang mũ thì mũ, còn không thì mặc trơn cho nó gọn cũng được luôn. Đây nha mấy chị ơi. Đây giùm em nha. Đó, chị nào lấy chốt giùm em nha mấy chị ơi. Màu này màu xanh rêu. Chất của nó cực kỳ là thoải mái giùm em nha. Có nón luôn. XL thì 60 kg á chị. Chị sanit à. Đây, đây là em đang mặc như thế này, em đang mặc đây. Kéo hết lên thì nó như thế này nha. Rất là ấm luôn mấy chị ơi, mà mặc cảm giác rất là gọn nha, và thoải mái cực kỳ luôn. Không có bị mà cứng đơ rồi gì hết nha. 40 đến 60 kg mang vừa xanh rêu này luôn giùm em nè. Rồi có nón nha mấy chị ơi, cái này nón em vừa tháo rồi ra. Đó, chị nào muốn mặc không như em thì mặc không, chị nào muốn bỏ nón vô thì bỏ nón vô giúp em nha. Giá là 175.000, cực kỳ là xịn và đẹp luôn nha mấy chị ơi. Màu này là màu xanh rêu giùm em nha, 40 đến 60 kg nha Ánh Huy ơi. Màu rêu nha mấy chị ơi, cái này là màu rêu giùm em nha. 175.000 màu xanh rêu. Màu hồng nè. 175.000 màu hồng giùm em nha, màu hồng.
màu hồng nha mấy chị ơi. Có túi bên trong nha chị, có túi bên trong luôn nha chị. Ánh vi cái màu rêu em, ánh vi màu rêu, màu hồng nè. Rồi đẹp lắm luôn mấy chị ơi, màu hồng chỉ có size S thôi nha. Màu hồng giùm em nha, màu hồng. Cái này là màu hồng. Rồi. Nó có hai túi hai bên có dây kéo luôn giùm em nha. Hai túi hai bên là có dây kéo nha mấy chị ơi. Đó, hai túi hai bên có dây kéo, chung éo rất là gọn gàng, rất là xinh luôn. Và bên trong có hai túi bên trong luôn giùm em nha. Rồi cái này em đang mang là màu hồng nè. Cái này là màu hồng nha mấy chị ơi, màu hồng. 175.000 chị Kim đi lớp ơi. Có hai túi hai bên giùm em nha. Hai túi trong, hai túi ngồi luôn. Hai túi ngồi có dây kéo và hai túi trong á thì đây. Nói chung là đừng được điện thoại luôn mấy chị. Rồi màu này màu hồng giùm em nha mấy chị ơi. Rồi màu đen. Màu đen giùm em nha, 175.000 áo mấy chị, nhận hàng là biết chất của nó như thế nào nha. Theo 175. Rồi này màu đen giùm em nha, giá là 175.000, màu này là màu đen. Rồi hai túi hai bên, hai túi bên trong và cái mũ phía sau có thể tháo rời đây được. Rồi màu đen giùm em nha mấy chị ơi, nó kèm cái túi này cho mình. Khi mà mình mặc áo này xong mình muốn gọn gàng á, mình xếp mình gọn mình nhét cho cái túi này giùm em nha. Nó rất là gọn gàng luôn. Đây màu đen giùm em nha, giá là 175.000. Màu này là màu đen nha mấy chị ơi. Áo phao ở mình do mình cũng ít lạnh cho nên là em cái mẫu này nè mặc nó không phải là giống như cái mẫu mà phao dài cui mà dày mà lót lông đồ bên trong. Em không bán mấy cái loại đó tại vì mình ít lạnh á. Cái loại này là vừa phải ở mình mặc được áo này. Đây nha mấy chị ơi, không quá dày. Rồi bên trong có túi giùm em, túi to đựng vừa điện thoại á. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em nha. 175.000. Duyên cái đen thì 175 giùm em nha mấy chị ơi, 175. Chị nào lấy thì chốt giùm em nha, 175.000 màu đen. Rồi màu nâu nha mấy chị ơi, màu nâu giùm em nha, 175.000 màu nâu. Phao màu nâu. Màu nâu nha mấy chị ơi, màu nâu giùm em nè. Màu nâu nha mấy chị ơi, 175 màu nâu. Đây nha. Màu nâu giá 175.000 màu nâu giùm em nha mấy chị ơi, nâu. Nâu nha, màu nâu. Rồi đỏ đô với vàng. Hồng. Đỏ đô đây nha mấy chị ơi, màu đỏ đô nè. Giá 175 giùm em nha chị. 40 đến 60 giùm em. Nem mặc thì sợ không vừa đâu chị Phượng Tubi ơi. Nem phải nem ốm ốm nhỏ nhỏ người rồi nha. Cái còn nem mà to em sợ mặc. Nhiều khi nem cái tay của họ khác với cái tay của mình. Mình mặc như thế này chứ còn nem người ta mặc vô là bị ngắn cái tay liền. Không được đâu. Rồi cái này màu đỏ đô giùm em nha. Đỏ đô 175.000 màu đỏ đô giúp em. Đỏ đô 175 đỏ đô nha mấy chị ơi. Rồi đỏ đô giùm em nha 175. Rồi màu cuối cùng là màu vàng. Màu cuối cùng là màu vàng giùm em 175.000. Em đảm bảo mấy chị nhận cái áo này mấy chị sẽ ghiền luôn á. Nó đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 50 tuổi, 50 mấy tuổi là mặc được hết nha Bi Quyên ơi. Cái này đơn giản mà chủ yếu là số ký bao nhiêu, có vừa số ký hay không thôi. Chứ còn 50 mấy tuổi thì mặc được hết nha. Tuổi thì đâu có xe đâu em. Rồi cái này màu vàng là màu cuối cùng giùm em nha. Rồi giá 175, cái này là màu vàng giùm em nè. Cảm giác vừa mặc áo này vô nó rất là mát luôn mấy chị ơi. Vải của nó mát, sau đó mới giữ ấm. Còn đầu tiên mình sọt cái tay vô là cái vải nè mát lắm luôn. Rồi 175 giùm em nha, màu này là màu vàng đó, màu vàng giùm em nha. Chị lấy vàng thì chốt em vàng, giá là 175.000 một áo nha mấy chị ơi. 175. Rồi đây nha, áo phao giờ lấy màu gì nó chốt em nha mấy chị ơi. Rồi vàng nè, màu đỏ đô nè, màu hồng nha, hồng vàng đỏ đô. Màu này là màu xanh rêu giùm em. Xanh rêu nha mấy chị ơi. Xanh rêu. Bộ sau như chị, bộ kete, bộ pyjama kete phía sau là 95.000 nha Minh Thu ơi, 95.000 nha em. Em đang mang những mẫu là size L nha chị Yến Hòn, còn rộng nha. Áo phao nhìn vô thì tưởng nó vừa nhưng mà thực sự nó còn rất là rộng bên trong nha chị. Rồi màu hồng giùm em nha, em đang lên màu lại đây. Hồng. Rồi đỏ đô. Màu vàng chị Huỳnh Thanh ơi, sao chị ơi.
bộ bộ thun là 75 nha Minh Thu ơi, bộ thun 75 đó, chị lên bộ thun cho em coi. Chị Huỳnh Thanh lấy màu gì chị? Rồi đây nha mấy chị ơi, vàng nè, đỏ đô nè, màu hồng. Nhiều khi chị nào lấy màu gì mà không nghe em đọc tên, mấy chị comment lại giúp em nha, nhiều khi em sợ ẩn lắm luôn á. Áo này không nha chị Hàn Nguyễn ơi, phi size giùm em đi, tại nó có một size là size L thôi. Chị Huỳnh Thanh em gửi chị bị lộn cái đầm thành cái áo nha. Là sao chị Huỳnh Thanh ơi, inbox qua cho em nha, chụp mẫu gửi qua cho em nha chị ơi, chứ bây giờ nó trên live cũng không nhớ. Chị chụp mẫu gửi qua giùm em nha. Rồi cái này vàng nè, đỏ đô nè, màu hồng. Vàng đỏ đô hồng, màu xanh rêu nha mấy chị ơi. Vàng đỏ đô hồng, xanh rêu. Xanh rêu giùm em nha mấy chị, xanh rêu. Rồi màu này là màu nâu giùm em, màu nâu. Màu nâu giùm em nha mấy chị ơi, màu nâu. Nâu giùm em nha, đó màu nâu 175 giùm em nha. Chị Huỳnh Thảo là màu đỏ đô cho em, địa chỉ số điện thoại nha chị Thảo ơi. Huỳnh Thảo cho em địa chỉ số điện thoại luôn. Về màu đen giùm em, giá là 175.000. Mấy chị cứ nhận hàng xong mấy chị sẽ biết cái vải em bán nó như thế nào nha. Đó. Tại vì thực sự những cái hàng mà keo tiền, những cái hàng mà 175.000 nha mấy chị, thường thường là em bán hàng hàng giá rẻ, nhưng mà gần Tết là em sẽ nhập những cái hàng mà ánh quy xanh rêu có chốt rồi đúng không? Chốt rồi nha chị. Hai vàng. Chị Vân Anh màu vàng. Em bán với 175 thì đảm bảo những cái nơi khác người ta bán phải lúc nào cũng phải mắc hơn em, phải nằm trên giá 200 mấy một cái. Tại vì chủ yếu em bán hàng online nên bán rất là sát giá nhập. Rất là sát giá nhập và bán hàng chạy mẫu. Đó. Cho nên mấy chị cứ yên tâm mua hàng bên em nha. Áo dạ mình còn loại nào ta? Để từ từ chị coi còn loại nào chị lên cho em coi nha. Chị Thảo Huỳnh ơi cho em địa chỉ số điện thoại nha, Thảo Huỳnh ơi. Thảo Huỳnh lại lấy màu đỏ đô đúng không em? Chị Ê à. Chị Huỳnh Thảo đỏ đô nè, lên địa chỉ số điện thoại giùm em. Rồi chị Vân Anh màu vàng có chưa? Chị Vân Anh màu vàng, binh bông đỏ đô. Binh bông đỏ đô nè em. Binh bông đỏ đô, chị Thảo Huỳnh màu vàng hả? Chị Thảo Huỳnh cho em lại địa chỉ với số. Ủa Thảo Huỳnh này ở đâu ta? Thảo Huỳnh ở Ninh Thuận, Ninh Hòa đúng không em? Chụp em ta luôn. Dạ chị Huỳnh Thảo ơi, nhắn qua Messenger thì nhắn liền giúp em nha. Áo hoodie có luôn nha Ngọc Thanh ơi. Màu vàng Thảo Huỳnh nè. Vàng Thảo Huỳnh. Lễ Nguyễn đỏ đô còn không em? Hết đỏ đô rồi nha Lễ Nguyễn ơi. Rồi bây giờ còn ai coi lại màu gì? Hết màu rồi, hết màu rồi. Có màu đỏ rồi nha mấy chị ơi. Xanh rêu đâu. Hết màu vàng nha mấy chị ơi, hết màu vàng luôn. À rồi ok Thảo Huỳnh nè, chụp em té nó lại chị nha. Hết đỏ đô, bây giờ còn màu này nha mấy chị ơi, ok em Thảo Huỳnh. Chị ở đây quên chị rồi. Tại do chị đổi em té em không nhớ đó chị. Rồi màu em còn màu nâu, màu hồng, màu xanh rêu, màu đen nha mấy chị ơi. Bi quyên màu vàng về màu xanh rêu. Xanh rêu 57kg ok bi quyên nha. Còn màu vàng thì hết rồi em ơi. Bi quyên xanh rêu nè em. Nóng mà bỏ vô. Cái gì đúng rồi chị. Đang đăng này đi. Cái gì đúng rồi nha. Chụp hết Thảo Huỳnh lại nha. Rồi em còn màu nâu nha, Bi Quyên ơi chị chốt xanh rêu cho em nha, còn hết vàng rồi 175. Rồi cái này màu nâu giùm em nha mấy chị ơi, màu nâu giùm em nè, nâu. Quần em mặc 95.000 còn nha chị Mộc Miên Cô Ti ơi, 95.000 em còn nha chị, lấy thì béo em nha chị ơi. Rồi em còn màu nâu nè, màu nâu. Màu hồng với màu đen. Chị Senis ơi, màu nâu em còn nha chị, nâu hồng đen nha chị. Nâu hồng đen hết xanh rêu nha Thảo Huỳnh ơi, Huỳnh Thảo. Ủa chị Huỳnh Thảo lấy màu gì? Hồi nãy chị Huỳnh Thảo lấy màu gì? Huỳnh Thảo lấy đỏ đô rồi. Hết màu rêu rồi nha chị Huỳnh Thảo ơi. Hết màu rêu rồi nha chị Huỳnh Thảo. Ủa em nãy hai em nãy là ánh vi một cái rêu rồi đúng không? Rồi em còn màu hồng nè, màu nâu nè. Hồng nâu với đen ba màu.
Rồi còn hồng nâu đen bê màu giùm em nha. Chị lấy màu gì chốt em màu đó nè. Màu hồng, màu nâu với lại màu đen nha. 175 ngàn. Em còn đúng hai cái hồng, một cái đen. Hồng nhạt đúng rồi nha Bi Nguyên ơi. Cái này hồng nhạt này em 47kg lấy hồng nhạt này mặc nè. Hồng nhạt, hồng này ở ngoài đẹp lắm. Hồng nó là hồng nhạt á. Ở trong like thì nó hơi bị chìm chìm cái màu sao á. Màu hồng nhạt nha, đẹp lắm luôn. 175 nha chị Quỳnh Thư ơi. Giá 175 giùm em nha chị. 175 giúp em nha. Rồi em còn đúng một cái màu đen, hai cái nâu với lại hai cái hồng. Chị lấy thì chốt giùm em luôn nha mấy chị ơi. 175.000 giúp em nha. 175. 175 giùm em nha mấy chị ơi. Đây nha, màu hồng. Quần có một màu duy nhất nha chị Mật Miu Cô Ti ơi. Bãi cô nói dạng như là thun len vậy á, chất đẹp cực kỳ về siêu co giãn nha chị. Dạng như thun len vậy á, đẹp lắm chị ơi. Ok, Bi Nguyên thêm cái hồng nhạt nè em. Bi Nguyên hồng nhạt 175. Bi Nguyên hồng nhạt 175. Màu đen đây nha Quỳnh Thư ơi, đen còn cái cuối cùng. Rồi màu đen giùm em nha mấy chị ơi, màu đen còn cái cuối cùng, màu đen. Màu đen nè. Dạ ok chị Huỳnh Thảo nha chị ơi. Rồi màu đen còn cái cuối cùng, màu đen 175 màu đen. Rồi màu nâu với lại màu hồng. Rồi chị nào lấy màu gì chốt đi màu đó nha. 175 ngàn. Còn đúng một cái đen, hai cái nâu, một cái hồng. 175. Rồi chị nào lấy chốt đi áo kìm màu nha mấy chị ơi. Hồng, nâu với lại đen. Hồng, nâu, đen, be màu 175 ngàn. Rồi chị nào lấy màu gì chốt màu đó giúp em nha mấy chị. 175. 175 giùm em nha. Chị nào lấy mẫu này nữa không? Để em 175 ngàn giùm em nha. Giá 175. Giá 175 giùm em nha. Chị tiếp be món về Quỳnh Thư lấy hồng. Quỳnh Thư ở đâu đây? Quỳnh Thư hồng 175. Rồi em còn đen với nâu hai màu nha. Còn đen với nâu hai màu. Ở Quỳnh Thư ở hồng bàng. Sáng mai giao được nha em. Ở hồng bàng đúng không Quỳnh Thư ơi? Mở hồng bàng đúng không? Chụp em xem luôn. Rồi áo có phê em còn đen với nâu giùm em nha. Ok Quỳnh Thư nha. Rồi đi em. Rồi em còn đen với nâu hai màu. Chị Vân Anh thêm cái đen này em. Chị Vân Anh thêm cái đen. Vân Anh thêm đen. Bộ đây nha Minh Thu ơi. Bộ thun 75 ngàn bộ nha em ơi. Rồi áo phêm còn màu nâu thôi nha. Áo phêm còn màu nâu. Rồi bộ 75 ngàn. Quần dài áo tay dài form 40-60kg giùm em nha. Rồi cái này chị nào lấy cái này giao sáng chứ chiều em về rồi. Chị ok Quỳnh Thu ghi chú lại nha em. Giao sáng. Rồi nào lấy cái này chốt em bộ thỏ nha. Bộ thỏ 75 ngàn bộ thỏ. Thỏ 75 giùm em nha. Thỏ 75. Rồi chốt em làm mèo kitty xanh. Kitty xanh nha. Kitty xanh 75 ngàn kitty xanh. Rồi với này chốt em gấu hồng 75 ngàn gấu hồng. 75 ngàn gấu hồng giùm em nha mấy chị ơi. 75 ngàn gấu hồng. Thỏ cho Minh Thu thỏ nè 75. Áo đang mặc 99 ngàn cho chị Kiều Nguyễn ơi. Thỏ cho Minh Thu 75. Rồi cái đem còn gấu hồng 75 và kitty xanh 75 giùm em nha. Kitty xanh 75 với lại gấu hồng 75 giùm em. Chị đang lấy chốt giùm em bộ kìm màu nha. 75 ngàn bộ kìm màu. Áo đang mặc 99 ngàn, có màu luôn nha chị. Để em lên màu lại chị coi màu. Rồi hồng giùm em nè với lại xanh nha mấy chị ơi. Chốt em bộ hồng bộ xanh 75 nha. Bộ hồng 75, bộ xanh 75. Kem thì được cái theo một móc gỗ rồi chị đợi chị kia xong. Áo em mặc em lên màu lại cho mấy chị coi màu nha. Rồi cái này là màu hồng giùm em nè, màu hồng. Màu hồng ruốc, hồng ruốc mấy chị ơi, hồng ruốc nè. Màu đỏ đô 40-60kg, 99.000 áo giùm em nha. Đỏ đô, hồng ruốc. Màu này là màu xanh. Đỏ đô, hồng ruốc, xanh. Rồi màu vàng giùm em nè, màu vàng. Vàng nha mấy chị ơi. Màu đen. Màu đen giùm em nha, màu đen.
Màu này là màu kè phô sữa. Màu kè phô sữa em nhan 99.000 một áo mấy chị ơi. Màu kè phô sữa. Rồi màu này là màu hồng giùm em nè, màu hồng. Màu hồng nhạt giùm em nha. Rồi với màu kem đó. Rồi chị nào lấy áo này chốt giúp em là áo kèm màu giá 99.000 một áo. Chốt áo kèm màu giùm em nha. Kem đó nè, hồng nhạt nè, kè phô sữa nè, hồng ruốc, đỏ đô, màu xanh, màu vàng với lại màu đen. Rồi bảng màu của nó rất rất là nhiều màu luôn mấy chị ơi. Em thấy màu này cũng đẹp hết trơn á. Chị lấy áo chốt em là áo kìm màu nha. Áo em đang mặc nè. Chị nào lấy áo đang mặc chốt em là áo kìm màu 99.000 một áo. Cổ là dạng cổ keo, tay là tay phồng giùm em nha. Cổ keo tay phồng 99.000 một áo giùm em nha mấy chị ơi. Chị nào lấy áo chốt em là áo kìm màu. Kìm màu em nha, 99.000. Rồi len đen 85.000, form 40-60kg mang vừa nè, len móc. Ok Minh Yến nha em ơi. Rồi len móc dùm em nha, 85.000, chốt em áo len nè, áo len. Áo len 85.000, 40-60kg mang vừa. Màu kem đất cho chị Hồng Dung nè, Nguyễn Huỳnh Hồng Dung. Cho em địa chỉ số điện thoại cho Hồng Dung ơi. À, cho em địa chỉ luôn nha chị. Quần mặt phi size 40-60kg men vừa nha chị Sương ơi. Màu chị Nguyễn Huỳnh Hồng Dung nè, màu kem đất cho em địa chỉ luôn. Chị Hồ Thị Ngọc Hạnh màu vàng với màu đỏ đô. Hồ Thị Ngọc Hạnh màu vàng với màu đỏ đô. Hồ Thị Ngọc Hạnh vàng với đỏ đô nè em. Hồ Thị Ngọc Hạnh màu vàng đỏ đô. Cho em địa chỉ luôn nha chị Hạnh ơi. Rồi em hết vàng rồi chị Vân Anh ơi, hết vàng. Màu xanh, màu đỏ đô cho chị Lâm Thu Ngân. Rồi xanh với đỏ đô cho chị Lâm Thu Ngân. Chị Thu Ngân cho em địa chỉ số nội nha chị Thu Ngân ơi. Lâm Thu Ngân này. Rồi chị Vân Anh ơi, chọn màu khác giùm em nha. Chị Vân Anh ơi, em hết vàng rồi chị. Dạ rồi, nhắn qua liền giúp em nha chị Ngọc Hạnh ơi. Nhắn qua liền giùm em nha chị Hạnh. Rồi áo là em lên màu lại nha. Dạ rồi, cảm ơn chị Hồng Dung nha chị ơi. Màu bây giờ em còn màu nè. Màu hồng ruốc giùm em nha, hồng ruốc. Màu em đang mang là màu nâu. Màu kem đất giùm em mấy chị ơi. 99.000 một áo giùm em nha, màu kem đất. Màu kem đất. Dạ đây nha chị Vân Anh ơi, màu là màu kem đất giùm em nha. Kem đất nè. Màu hồng ruốc giùm em 99.000 áo. Ok em Trang Nguyễn nha. Rồi nè, màu kem đất nè, hồng ruốc nè. Màu kè phô sữa. Màu kè phô sữa giùm em nha. Màu hồng nhạt. Hồng nhạt nha mấy chị ơi, kem đất 99 chị Vân Anh. Kem đất 99 chị Vân Anh cho chị áo, áo khóc dẹ với lại cái áo caro đỏ mà chắc dẹ luôn á em ạ. Minh Yến kem đất. Hết kem đất nha Minh Yến ơi. Màu đen nữa nha mấy chị ơi, màu đen nữa nha, em hết kem đất rồi. Hết kem đất rồi nha, quần em mang là nó dạng như là trên mắt ké nha chị Mộc Miên Cutie ơi, chị mang là thành lửng nha chị. Chị Mộc Miên Cutie là mang thành lửng nha chị ơi. Hết kem đất rồi em Minh Yến ơi, bây giờ em còn màu hồng ruốc nè. Màu em mang là màu nâu, màu này màu hồng ruốc nha. Hồng ruốc, rồi màu đen. Đổi màu giùm chị nha Minh Yến ơi. Màu đen nè mấy chị ơi, màu hồng ruốc giùm em nha, hồng ruốc nè. Rồi đen nè. Kè phô sữa. Màu kè phô sữa. Dạ rồi em cảm ơn chị Thu Ngân nha, chị Thu Ngân ơi. Rồi màu kè phô sữa giùm em nha. Rồi màu này là màu hồng nhạt mấy chị ơi, hồng nhạt. Hồng nhạt. Rồi chị nào lấy màu gì chốt màu đó giùm em nha mấy chị ơi, em còn bao nhiêu màu này. Rồi đây nha, với màu em mang là màu nâu, hồng nhạt, kè phôi sữa, đen, hồng ruốc. Màu em mang là màu nâu nha, 99.000. Rồi chị nào lấy áo này nữa chốt em là áo kìm màu nha. Em thấy màu nâu đẹp mà, không chị nào chốt nâu hết ta. 99.000 giùm em nha mấy chị ơi, chị nào lấy chốt giùm em nè. Hốt dẹ. Màu nâu nữa đâu em, màu nâu đâu. Hốt dẹ có màu nâu nữa nè. Chị Anh Thư màu hồng ruốc. Anh Thư hồng ruốc nè. Cho em coi áo khoác chị mới lên. Vậy rồi chị Minh Yến màu nâu. Minh Yến màu nâu nè em, Minh Yến màu nâu.
cho em coi áo khoác chị mới lên. Ok chị nghe Nguyễn Khóc Phèo đúng không chị? Mặc miên cuti chị lấy quần nha. Quần chị mặc miên cuti em. Quần 95 chị mặc miên cuti. Ơ cái này mình chưa bán nâu mà đây ý là nhớ còn cái nâu nữa mà. Quần về một màu duy nhất như vậy Xuân Nguyễn ơi, quần một màu duy nhất là em nha. Có trong còn màu nâu em. Áo khoác dạ, áo khoác dạ 185.000 giùm em nha. Khoác dạ 185 em còn màu kem. Màu đen. Khoác dạ 185 nha mấy chị ơi, còn màu kem nè, màu đen. Màu kem, màu đen. Hết màu kia rồi nghe. Rồi khóc dạ này em còn đúng hai màu, màu kem với lại màu đen giùm em nha mấy chị ơi. Giá là 185.000. Giá là 185.000 giúp em nha mấy chị ơi. Chị lấy áo này chốt em áo dạ kìm màu. Còn khóc theo nãy là giá 175 giùm em nha. Chị Võ Thúy lấy màu nâu với màu hồng đậm nè. Áo 99 chị Võ Thúy lấy màu hồng nè. Màu hồng này với lại màu nâu. Võ Thúy này màu hồng với lại cái nâu gì đang mặc cho chị Võ Thúy. Áo khóc kim 185 cho Thu Thảo. Khóc kim ở trong còn không ơi. Khóc kim 185 cho Thu Thảo nha em ơi. Áo khóc dê và hông nha chị Lâm Thu Ngân ơi. Dạ đen cho Trang Nguyễn. Trong đó còn đen luôn em. Dạ đen cho Trang Nguyễn luôn 185.000. Rồi 185 giùm em nha. Chị lấy khóc dạ chốt em khóc dạ. Rồi đây nha mấy chị ơi, màu kem rồi màu đen hai màu em nha. 185 kem đen hai màu giá 185.000. Rồi khóc phe là 175 giùm em nha. Khóc phe em còn màu nâu thôi, 175.000 giùm em nha mấy chị ơi. Chị lấy phe nâu chốt em phe nâu nha. Còn này là dạ kem dạ đen 185, dạ kem dạ đen 185.000 giùm em nha mấy chị ơi. Chị lấy béo em nha. Rồi khóc dạ caro 135.000. Caro này giá 135 giùm em nha. Caro 135. Form 56-57kg lại men vừa luôn 40-56-57kg. Rồi chị lấy caro 135 chốt em caro 135 nha. Trên nó cổ áo của nó là có phối da, ngay phần túi là cũng phối da luôn. Về phần dưới này phối da luôn mấy chị ơi. Nút và nút bấm giùm em nha, nút và nút bấm. Bên trong có lót. Bên trong có lót giùm em nha, 135.000. Form 40-56-57kg vừa giùm em luôn nha mấy chị ơi. Giá là 135. Rồi chị nào lấy caro chốt em caro giá 135 caro nha. Khóc caro 135 nha mấy chị ơi. Đó chốt em khóc caro 135.000 khóc caro. Rồi cái bộ này là em có ít hình rồi mấy chị ơi. Giá là 145.000 là em thiệt sự là em bao giá mẫu này luôn mấy chị ơi. 145 là em bán ra chỉ bằng giá người ta sỉ, người ta nhập sỉ á. Thiệt luôn. Chuẩn hàng từng cm luôn, từng mm luôn mấy chị ơi. Rất là chuẩn luôn giùm em nha. Cái này em có ít hình nè. Màu nâu, màu tím, màu ruốc. Nâu, tím, nè ruốc nè. Cái lại màu đen, 4 màu. Hộp này giá là 145.000 một bộ giùm em nha mấy chị ơi. Và em có ấp hình mẫu này rồi. Đây em sẽ bung ra cho mấy chị cái hộp màu đen. Giá là 145.000 một bộ. Đây. Vải của nó đây mấy chị ơi. Xinh đẹp cực kỳ luôn giùm em nha. Đây sớ vải này nói chung rất là chuẩn hàng giùm em nha. Về mấy chị hôm qua có nhiều chị hỏi em là mặc cái phần này nó có bị phô ở dưới hay không thì là nó sẽ không bị nha mấy chị ơi. Hôm qua em nhớ có khách hỏi em là cái quần này mặc ở dưới nó có bị, nhiều khi mình mặc cái quần kiểu như quần legging nó hay bị phô ở dưới á, phần dưới này nè, thì cái quần này nó không bị nha mấy chị ơi. Tại vì hôm qua có khách của em tới nhà thử rồi cho nên em biết nó không bị gì hết nha mấy chị ơi. Cái vải này mặc xuống cực kỳ luôn, siêu co giãn giùm em nha. Mặc cực kỳ thoải mái, mặc như không mặc gì mấy chị ơi. Giá là 145.000 một bộ như thế này giùm em nha. 145 một bộ. Rẻ cực kỳ luôn mấy chị ơi. Và form từ 40-60kg là men vừa hết cái bộ này giúp em nha. 40-60kg là men vừa hết luôn.
đây nha mấy chị ơi, áo của nó là như thế này, phải là siêu co giãn giùm em nha, đẹp lắm luôn mấy chị ơi, cực kỳ đẹp giùm em nha. Đó, màu này là màu đen, màu này là màu dạng màu dạ dạ đen em còn nha Thảo ơi, lấy chốt em nha chị, áo dạ đen 185 em còn nha chị Thảo, màu này dạng màu màu xám giùm em nha, xám giùm em nè, đen xám nè mấy chị ơi, màu hồng ruốc, hồng ruốc giùm em nha, màu hồng ruốc với lại màu nâu, ba màu với màu nâu giùm em nha, ba màu. Rồi chị nào lấy chốt em là bộ kìm màu giá 145, chị lấy bộ 145 chốt em là bộ 145 kìm màu nha mấy chị ơi, màu nâu giùm em nha, màu nâu, màu hồng ruốc nè, rồi màu xám nha mấy chị. Ok chị Thảo nè, chị Thảo này ở đâu em, chị Thảo ơi lên lại giúp em địa chỉ số điện thoại nha Thảo ơi. Rồi màu xám, màu hồng ruốc, màu nâu với lại màu đen giùm em nha mấy chị ơi. Chị nào lấy bộ này chốt em bộ 145 kìm màu nha, bộ 145 kìm màu giùm em. Dạ em cảm ơn chị Thảo nha chị ơi, Thảo địa chỉ số điện thoại chụp em. Em nói cái ship này 185.000, hàng cao cấp. Ship 3 món giùm em nha, ship 3 món hàng cao cấp mấy chị ơi, đẹp xuất sắc. Form 56-57kg trở lại là men vừa. Một ship của nó là gồm một cái chân váy nè, gồm cái chân váy dập ly màu nâu, dáng dài que gối, dáng dài que gối giùm em nha. Rồi bên trong là một cái áo tay dài, mặc vô nó sẽ như thế này. Đó, và một cái chân váy như này nha, nha. Tay dài về chân váy nè, 185.000 một set. Về kèm thêm một cái áo ghi lê bên ngoài kèm dây, mặc là hơi bị ấm và hơi bị chất luôn mấy chị ơi, cực kỳ đẹp luôn mình em nha. Dạng mình mặc vô cái cổ này là cổ vét á, cổ đĩa ra vậy như mấy chị mặc cái áo kia vô trong người mình nha, mặc chân mặc áo tay dài rồi mặc cái chân váy vô đóng thùng lại, và mấy chị sẽ mặc áo này bên ngoài, bên ngoài rồi cột dây lại giúp em cái xích đó nha. Mấy chị mặc riêng cũng được, mấy chị mặc chung kẻ xích của nó cũng được đó. Này bên trong sẽ mặc cái áo này bên trong giùm em nha mấy chị ơi. Rồi form từ 40kg đến 56-57kg giùm em nha. Đó, áo này bên trong, áo ghi lê này bên ngoài, và một cái chân váy xếp ly nâu bên ngồi giùm em luôn. Tiếp này thì em có hai màu, màu này màu nâu nha mấy chị ơi, màu nâu và màu đen, hai màu, ba món luôn 185.000 ba món. Áo ghi lê bên ngoài thì nó giống nhau nha mấy chị ơi, áo ghi lê bên ngoài thì giống nhau, rồi bên trong chỉ khác bên trong thôi, là zip này là bên trong nó sẽ là màu đen, áo màu đen, áo màu đen nha mấy chị ơi, bên trong cái này là áo màu đen. Rồi chân váy xếp ly màu đen luôn, chân váy xếp ly đen đẹp lắm luôn mấy chị ơi, chân váy xếp ly đen, và mình sẽ mặc cái khóc ghi lê bên ngoài giùm em nha. 185.000 nguyên cả set luôn mấy chị ơi, set 3 món giùm em nha. Rồi chân váy đen, áo đen và áo ghi lê giùm em luôn, giá là 185.000 nguyên cả set đây nha mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy set này chốt giùm em là set kìm màu nha, giá 185.000, màu đen, màu nâu, hai màu, màu đen và màu nâu hai màu giùm em nha, 185 đen nâu hai màu. Đây nha mấy chị ơi, mấy chị có hình dung được ra không ta? 185.000 kẻ ship cho em nha, 3 món luôn, 185 kẻ ship 3 món. Rồi chị nào lấy ship này chốt giúp em là ship kìm màu nha mấy chị ơi. Ship kìm màu nha, 185 ship kìm màu. Không thấy không? Minh Thư đen rồi em. Minh Thư màu đen, Minh Thư đen này 185. Chị xe nít cho coi lại xích nâu áo bên trong. Ok chị nha chị ơi, coi dùm chị có ai đặt không nha, bên này không thấy. Chị xe nít ơi, đây nha chị ơi, áo bên trong màu nâu đây. Đây, màu nâu là áo của nó như thế này dùm em nha, 185.000 nguyên cả xích luôn chị. Xếp 3 món giùm em nha, vẽ chân váy như thế này. Đó, chân váy là dày dặn, chất liệu
đẹp lắm luôn giùm em nha. Đó mặc cái set này bên trong. Mặc set này bên trong giùm em nha mấy chị ơi. Mặc cái set này bên trong nè. Rồi, khoác thêm một áo ghi lê bên ngoài. Cái set này thực sự mấy chị bỏ lẻ ra mấy chị mặc vẫn được nha. Mình mặc đi một set mình khi nào mặc chán rồi á, áo ghi lê mấy chị phối lại đầm đen. Đầm đen, đầm trắng, đầm màu gì đó, đầm chung mà phối lại đầm body đen hoặc là đầm body màu khác cũng được, màu nâu cũng được. Rồi. Áo này mặc rồi với lại quần jean hoặc là chân váy khác cũng được nha. Và chân váy này cũng phối được rất là nhiều đồ luôn. Rồi 185.000 nguyên cả set 3 món giúp em nha. Giờ lấy cái này chốt giùm em nè. Mới vừa cho mọi người thổi em ơi. Có hai màu nha chị Quỳnh Trang ơi, hai màu giùm em giá 185 và có hai màu. Màu em đang cầm nãy giờ là màu nâu giùm em nha, 185.000 màu nâu. Rồi về cái set này là màu đen giùm em nè, màu đen. Em cầm nãy là màu nâu nha, rồi này màu đen. 185.000 nguyên cả set giúp em mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy set này chốt giùm em là set kèm màu nha. Nâu chị Sanit nâu. Chị Sanit nâu nè. Rồi em còn một đen một nâu, chị nào lấy chốt giùm em nha mấy chị ơi. Đen nâu hai màu. Áo ghi lê bên ngoài thì giống nhau nha, 185.000 áo ghi lê bên ngoài là giống nhau. Đây, đẹp lắm luôn mấy chị ơi, có thể tách rồi ra mặc được hết luôn nha. Áo ghi lê thì giống nhau, chỉ khác cái phần bên trong thôi. Rồi em còn một set màu đen và một set màu nâu. Chị nào lấy set này chốt em là set kìm màu nha. Đen nâu hai màu. Chị nào lấy chốt giúp em là set kìm màu. Chân váy dập ly và dáng dài que gối. Em đang mặc có nhiều màu, chị hông ly em lên màu lại chị coi nha. Rồi set 185 còn một set màu đen và một set màu nâu. Chị nào lấy chốt em set kìm màu nha. Ê, áo chị mặc màu này hết rồi đúng không? Màu này của chị Võ Thúy. Áo em đang mặc là còn màu kè phô sữa nè chị. Màu kè phô sữa. Kè phô sữa giúp em nha, kè phô sữa nè. Rồi màu này là màu đen giùm em nha mấy chị ơi. Màu này là màu đen. Đen giùm em nha, màu đen. Màu đen, màu kè phô sữa. Rồi cái này là màu hồng giùm em nha mấy chị ơi. Màu hồng. Hồng giùm em nha, màu hồng. Màu hồng. Rồi chị nào lấy chốt em là áo kìm màu. Cái màu này là màu nâu nhạt giùm em nha. Màu nâu nhạt nè. Nâu nhạt mấy chị ơi, màu nâu nhạt giùm em nha, nâu nhạt. Màu hồng. Màu đen với màu kè phô sữa. Chị Hân Ly lấy màu gì chốt màu đó giúp em nha chị ơi. Đen, kè phô sữa. Màu hồng nhạt với lại màu nâu nhạt giùm em nha. Rồi em còn 4 màu này. Giá là 99.000 một áo giùm em nha. Giá 99.000 một áo. Kè phô sữa đen hồng nhạt với lại màu nâu nhạt giùm em luôn. 99.000 áo, chị nào lấy cái này chốt em áo kìm màu. Rồi khúc nhung hàng 2 lớp, áo này giá là 135.000. Khúc nhung hàng 2 lớp giùm em nha. 135.000 bên trong có hồ lớp lót nữa, nó là dạng lửng lửng. Khúc lửng giùm em nha, 135. Rồi form này 52-53kg, trở lại là men vừa em nha. 52-53kg lại men vừa. Khúc nhung 135 giùm em nha mấy chị ơi. Này phía trước của nó nè. Áo này trước sau trơn hết. 135.000 form 40-52-53kg giùm em nha. 40-52-53kg. Rồi 135 áo này giùm em nha mấy chị ơi. Nè, đẹp lắm luôn nha. Rồi chị nào lấy áo này chốt em áo kìm màu. Chị Hân Ly ơi, màu em mặc hết rồi chị. Em chốt cái gì màu đen nha. Màu em mặc hết rồi, chốt cho chị Hân Ly màu đen nè. Em ở trong còn đi, đưa cái đen lại chị. Chị Hân Ly màu đen nè. Màu em mặc hết rồi nha chị ơi. Màu em mặc hết rồi chị. Khóc nhung với chị Ngọc Hạnh. Hồ Thị Ngọc Hạnh. Để mình có trong cái một trắng cho chị lọc đi lọc nha. Khóc nhung 135 cho chị Hồ Thị Ngọc Hạnh nè. Rồi. Đúng rồi. Rồi chị Hân Ly là có một áo đen rồi. Hồ Thị Ngọc Hạnh khóc nhung.
màu này là chốt em là màu nâu nhạt ơi, không mà chốt em màu đen mặt cũng được nha mấy chị ơi, màu đen mặt đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi chân váy mặt giá 75.000 này, lưng thun siêu co giãn nha, 40-60kg men vừa like hôm nay, dồn thêm like nữa nha cho không đồ hôm trước hôm nay béo ship giao luôn giúp. Dạ rồi ok chị xe nít nha chị ơi, chị xe nít cho chịu dồn. Chân váy mặt là 75.000. Rồi dáng dài que gối mềm nhan lưng thun từ 40-60kg là men vừa luôn nha mấy chị ơi. Rồi váy trắng cho chị Hồ Thị Ngọc Hạnh em, một cái gì đó 75, chị Hồ Thị Ngọc Hạnh. Ok chị Minh Thu dồn đơn. Rồi đây nha mấy chị ơi, váy trắng còn cám đen mặt nha, giá 75.000 một cái, chị nào lấy chốt giùm em. Ok Thùy Dương thứ bảy ghé nè. Rồi em lên màu em đang mặc một lần nữa nha mấy chị ơi, màu đang mang là chốt em là màu đen mặc luôn, màu đen mặc nha. Rồi màu đen em đang mặc là vải thun 40-60kg men vừa luôn nha chị, thun mày vậy chất thun của nó lẹ lắm luôn và rất là xịn luôn á chị ơi, thun xịn đẹp lắm luôn á, vừa nhìn xẹt que tưởng đâu là vải len nhưng mà thực sự không phải vải len, thun đẹp lắm luôn. Màu đen màu em mặc nè, rồi màu hồng, hồng nhạt, hồng nhạt giùm em nha mấy chị ơi, 99.000 áo hồng nhạt. Rồi có lại màu kè phôi sữa giùm em luôn đó, chị nào lấy chốt em là áo kìm màu nha, 99.000 áo kìm màu, 99.000 áo kìm màu giùm em mấy chị ơi. Rồi sơ mi cổ sơ mi sọc giùm em nha mấy chị ơi, 85.000, form 40-56-57kg là men vừa hết giùm em áo sơ mi này nha, còn 40-57-58kg luôn á, 85.000 sơ mi sọc giùm em nha mấy chị ơi. Đây sơ mi sọc, giờ lấy chốt em sơ mi sọc kìm màu nè. Vậy đúng rồi, áo này mặc vô người nó sẽ ôm nha chị Hoa Trần ơi, áo này dạng ôm nè, mặc vô người mà nó sẽ ôm nha chị. Rồi chốt em sơ mi cái này là sọc xanh giùm em nha, với sọc đỏ hai màu. Sọc xanh với lại sọc đỏ hai màu mấy chị ơi, giá 85.000 về có sọc xanh, sọc đỏ hai màu. Cho chị kéo khúc đó quê em một cái. Rồi sơ mi form từ 40-57-58kg 85.000 nha. Rồi chị nào lấy chốt giùm em là sơ mi kìm màu 85.000 sơ mi kìm màu mấy chị. Sọc nè. Sọc đỏ, sọc xanh hai màu, vải là siêu đẹp luôn mấy chị, yên tâm chắc vải giùm em nha. Vải đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Rồi áo khốt giùm em nha mấy chị ơi, giá là 165.000, áo khốt 165. Áo khốt này em nha, giá là 165.000 áo. Thân của nó từ 40kg, chất vải rất là mát luôn á, 40-60kg là men được luôn, chất co giãn rất là đẹp nha mấy chị ơi. Khốt 165 giùm em nha, hai bên túi có dây kéo. Hai bên túi có dây kéo giùm em nha, chất vải cực kỳ mát luôn nha mấy chị ơi, dày dặn và mát nha. Rồi hai bên có hai túi hai bên. Áo khốt này giá 165 ngọc áo giùm em nha. Đây, 165 ngọc áo nha mấy chị ơi, muốn dài thì kéo xuống cho em nha. Ngắn ngắn thì mình ấy lên. 165 ngàn áo khốt này giùm em nha mấy chị ơi. Vải beo dày dặn, beo đẹp, beo mát luôn, có hai túi hai bên có dây kéo. Đây nha mấy chị ơi. Khốt này giá 165.000 giùm em nha. 165. Chị nào lấy khốt chốt em khốt giá 165 áo khốt nha mấy chị ơi. Khốt này giá 165 giùm em nha. Rồi chị nào lấy áo khốt này chốt em áo khốt giá 165.000. Giá 165 giùm em nha mấy chị ơi. Khốt 165 giùm em nha. Rồi 165.000 áo khốt. Rồi chân váy mặc là còn một cái nha mấy chị ơi, chờ lấy thì béo em nha. Khốt, chân váy trắng còn một cái nha chị, rồi lấy thì béo em. Rồi cái đầm sọc ở xấu là chiếu dây như thế này nha mấy chị ơi, trước là cổ tròn bình thường. Đầm sọc này giá 135 giùm em nha, chờ lấy sọc chốt sọc 135. Dạ yeah, ok chị. Đầm sọc 135 giùm em nha. Cái này mặc trở vai, mặc lột vai được. Sọc giùm em nha mấy chị ơi. Mẫu này mặc lột vai được giùm em nha. Mặc lột vai. Ở sau
nâu da nó chéo như nãy. Rồi 40 đến 60 kg là men vừa cái đầm sọc này giùm em nha, vải là vải len, chất siêu co giãn nha mấy chị ơi. Về chất này mát không có nóng nha mấy chị yên tâm. Sọc trắng xanh giùm em nha, giá 135.000 một đầm. Chị là thích mặt cổ bình thường thì mặt cổ bình thường nha, còn không thích mặt lột thì mặt lột que. Sau là chéo dây giùm em nha. Đó, sau là chéo dây như thế này, 135.000 đầm sọc 135. Chị lấy đầm sọc, chốt em là đầm sọc với 135.000 đầm sọc giùm em nha mấy chị ơi. Đầm sọc 135 giùm em. Rồi đầm sọc với 135.000 giúp em nha mấy chị ơi. Chị lấy chốt sọc 135. Sọc 135 nha mấy chị. Rồi set này giá 125 giùm em nha mấy chị ơi, 125.000. Form này 60 kg, 60-65 kg thì trở lại vừa hết giùm em luôn nha. Giá 125 một set. 125.000 một set, chất vôn 2 lớp hàng bao đẹp luôn mấy chị ơi. Vôn 2 lớp hàng đẹp cực kỳ luôn giùm em nha. Rồi quần là quần lưng thun. Đó, quần đùi lưng thun như thế này nha mấy chị ơi, và đi với lại cái áo tay loe nè. Mấy chị mang đóng thùng hoặc là xẻ ra mình, hoặc là mấy chị mang dài, mấy chị kèm một cái đeo nịt nữa cực kỳ dễ thương luôn giùm em nha. 125.000 hàng Quảng Châu, chất vôn 2 lớp luôn giùm em nha mấy chị ơi, vôn 2 lớp đẹp lắm luôn á. Rồi chị nào lấy set bi này chốt em set bi nha, 125.000 set bi mấy chị ơi, 125 set bi giùm em nha. Set bi giá 125.000, chị lấy set bi 125 chốt giùm em là bi 125 nha mấy chị ơi. Bi 125 thôi, chị bọc quần ring ra đi. Không, quần ring bình thường, có lại hộp tóc đây luôn. Áo đế 85.000 một cái giùm em nha mấy chị ơi. Tay dài nè, siêu co giãn, 40 đến 60 kg là men vừa luôn, áo len tay dài ở trước là đế giùm em nha. 60 kg trở lại men vừa, giá là 85.000. 85.000 giùm em nha. 40 đến 60 kg men vừa giá 85.000. Rồi chị nào lấy áo đế chốt em áo đế nha. Đầm em mặc có một màu nha chị ơi. Cho chị cái màu xanh này coi thử giống không nha. Đầm em mặc là vải len, mặc lọt vai được. Nó tương tự, kiểu này nó tương tự nha chị Vân Anh, giá 135 giùm em nha. Kiểu em đang mặc, kiểu này cũng có thể mặc lột vai được hết. 40 đến 60 kg men vừa em, vải là vải len mà chất mát cực kỳ luôn nha chị, không hề nóng. Phía sau nó, đó phía sau nó chiếu dây phía sau giùm em nha. Chiếu dây phía đằng sau. Mẫu xanh này tương tự nha chị. 60 kg lại men vừa. Sọc xanh lé này ở sau là nó sáng ở phía sau lưng giùm em nè. Mang nha phía sau, nó khác phần ở sau, còn ở trước thì nó cũng giống nhau nha chị. Rồi 40 đến 60 kg là men vừa hết giùm em luôn. Rồi màu xanh lé là form của nó dài hơn cái em đang mặc nha. Sọc đang mặc có là sọc xanh lé dài hơn cái em đang mặc nha chị. Rồi 135.000. Đây phần này phía sau. Chị nào lấy đầm này chốt em là sọc kìm màu nha. Xanh đang mặc và xanh lé 135.000. Đây chị Vân Anh ơi. Tương tự nha chị, lấy thì chốt giùm em nha. À mi mẫu liên hôm qua mình like có chữ E phía trước á, mẫu nó còn ta, màu đen có chữ E ngay cổ á, tìm thử đi, màu đen. Rồi đây nha mấy chị ơi, giờ lấy chốt em là sọc xanh lé nha, với lại sọc đen mặt nha, vải len rất là nét luôn. Xanh lé chị xi xỉ 135 nè em, xanh lé chị xi xỉ 135. Thôi chị về luôn, chị like rồi tìm những được coi cái màu hồng của em luôn. Rồi đen suông 135 giùm em nha. Đẹp lắm luôn, 40 đến 60 kg men vừa. Bầu bì bông chen thoải mái giùm em luôn nha. Giá 135.000, vải cực kỳ dày dặn luôn mấy chị ơi. Dán là dán suông, sọc đen mặt cho chị Vân Anh. Sọc đen mặt cho chị Vân Anh 135.000. Ok chị xin xỉ dồn đơn. Rồi sọc đen mặt ở chị Vân Anh 135. Rồi đầm em mặc tay của nó phối riêng giùm em nha mấy chị ơi, 40 đến 60 kg men vừa.
Trời, cái này mặc vô trong người biết nó co giãn cỡ này luôn mấy chị ơi. Hôm qua chị lấy tưởng sợ không buồn mà co giãn ghê luôn á. Bộ sâu là bộ sâu bộ KT là 95, còn bộ thun là 75 nha chị ơi. Đen em nhắn sáng có không chị? Em đang, chị đang tìm nè Nguyễn Thảo ơi. Chị đang tìm mấy em. Đen xuông mà có chữ E vô trước em. Đầm em mặc 135.000, tay là tay phối đen nha chị ơi. Chất đen rất là mềm, rất là mịn luôn. 60kg trở lại men vừa, có màu kem với là màu hồng hai màu. 135 giùm em nha, kem hồng hai màu. Một ba lăm màu kim với là màu hồng hai màu giùm em nha. 40-60kg men vừa. Rồi siêu to giãn luôn mấy chị ơi, to giãn cực kỳ luôn. Tay nè tung lắm luôn giùm em nha. 135.000 màu hồng với là màu em mặc là màu màu kim. Rồi bộ này 75.000 giùm em nha. Bộ thun một hình nè, 40-60kg là men vừa, giá 75. Có cái này là chốt em là hồng 75. Rồi xanh 75 giùm em nha mấy chị ơi. Hồng 75, xanh 75 nha. Bộ này em còn đúng mỗi màu một bộ, giá 75.000. Và phơm 40-60kg là men vừa nha. 40-60kg là men vừa luôn, 75.000. Xanh nha mấy chị ơi, xanh 75, hồng 75 giùm em nha. Còn bộ kete ở sau là giá 95.000 bộ. Kete ở sau là 95.000 bộ giùm em nha. Em nghe nè chị ạ. Có nè chị, có nè. Mi mi ra mở cửa em. Lại đây em mở cho. Rồi bijame là 95.000 bộ giúp em nha. Form 40-52-53 cứ giùm em. Hoa nâu, hoa vàng, hoa nâu hoa vàng, thỏ hồng, chữ đỏ. Rồi đây nha mấy chị ơi, lỡ rồng lên màu hết luôn. Cái này chốt em là ngựa đỏ, 95.000 ngựa đỏ. Rồi cái này là gấu vàng giùm em nha mấy chị ơi, gấu vàng 95.000 gấu vàng. Chốt em là gấu hồng, 95.000 gấu hồng, 40-52-53 tiếng men vừa. Gấu hồng. Rồi gấu đỏ giùm em nha, gấu đỏ mấy chị ơi, vải chốt kê tơ rất là dày dặn và rất là mịn. Ủa kỳ vậy. Rồi này chốt em là gấu vàng nha mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy bộ này chốt em bộ bijame kìm màu nha. 95.000 một bộ. Đầm em mặc là 135 nha mấy chị ơi. Chất len dày dặn, mịn mát cực kỳ, tay phối ren. Rồi kem hồng hai màu giá 135 giùm em nha. Chị lấy đầm này chốt em là đầm kìm màu giá 135. Màu hồng giùm em nha mấy chị ơi, màu hồng nè. Rồi hồng 135, màu em đang mặc 135 nha. 40-60kg là men vừa. Rồi đen suông 135.000 giùm em nè. 40-60kg, màu bì bông chen thoải mái luôn. Đen trơn, cái tay của nó là có thêu chữ. Và chữ này thêu nổi lên trơn giùm em nha. Có thêu chữ, chữ này thêu nổi lên trơn luôn mấy chị ơi. Đây nè, chốt em là đen 135 nha. Rồi đen với 135.000 màu đen. Chị lấy đen 135, chốt em là đen 135 nha mấy chị ơi. Có một cái gọt éo hèn cao cấp với 135 nha, éo. Rồi em có éo này là hàng cao cấp với 135 nha, éo giùm em nha mấy chị ơi. Form 40-56-57kg giùm em. 40-56-57kg giá 135 nha, éo giùm em mẫu này nha. 135 mẫu này. Tay nè. Rồi áo này em có màu vàng mấy chị ơi, màu vàng. Màu đen, màu trắng với là màu kem, bốn màu. Rồi màu đen giùm em nha, màu đen. Màu đen 40-56-57kg. Màu đen giùm em nha mấy chị ơi, vải đẹp lắm luôn. Áo này hàng cao cấp nha, giá 135 nha một áo giùm em. Giá 135 nha một áo. Rồi màu đen nha mấy chị ơi, màu đen. Màu kem nha mấy chị ơi, 135 màu kem.
135.000. Cái này màu kem và màu trắng này, 4 màu. Giá 135 và em có 4 màu nha. Rồi chị nào lấy áo này chốt giùm em là áo kiềm màu, màu trắng nha quý chị, 135 màu trắng nè, 135 màu kem giùm em nha, màu kem 135, màu đen. Rồi có lại màu vàng giùm em nha, 40 đến 56 57 kg em đang vừa. Thiệt lắm luôn. 135. Đây nha quý chị ơi, 4 màu, chị lấy áo này chốt em áo kiềm màu. Áo kiềm màu giùm em nha. Tốt này em còn vài hộp nè quý chị ơi. Cùng đi mãi mãi đây. Quần rin nha quý chị ơi, 165.000 quần rin, chất này siêu co giãn. Quần này nó là size, quần này là size S, nhưng mà chị này mà thường mặc quần size 6, 27, 28 nè, về hoặc là mặc quần size M đổ lại á, này mặc được cái quần này luôn nha. Chất quả siêu co giãn giùm em nhé, 165.000. 165.000 giùm em nha. Ở sau túi là có thêu nha quý chị ơi, sau túi là có thêu luôn. Chất quả là siêu co giãn giùm em nha. Quần này là size S, nhưng mà chị nào thường mặc quần 26, 27, 28, S với M là mặc được luôn giùm em nha. Chất quả là siêu co giãn lắm luôn mấy chị ơi. Co giãn cực kỳ là tốt luôn nha. Rồi, đây. Đây, sau túi của nó có thêu nha mấy chị ơi. Quần này chị nào lấy thì chốt giùm em mẻ 1B1 nha. 1B1 size S dành cho chị nào mặc size 26, 27, 28 hoặc là size S với size M đều vừa luôn nha mấy chị ơi. Quần rin giùm em nha, giá 165.000. Giá 165 giùm em cái quần này nha. Chị nào lấy quần này chốt em mẻ số là 1B1. 1B1. Giùm em nha mấy chị ơi, 1B1. Rồi mẫu này em có size 26, 26, 27, 28 và 26, 27, 28 nha mấy chị ơi. Quần này em có size 26, 27, 28 nè. Giá là 165.000 một quần. Chị nào mặc size gì lấy size đó giùm em nha. 165 chất quả co giãn. Màu đẹp lắm luôn mấy chị ơi, giá 165 giùm em nha. Rồi ở sau túi nó có thêu logo cho mình nè. Ở sau như thế này. Đây nha mấy chị ơi, 165.000 quần này chị nào lấy chốt em mẻ số 57 kiềm size nha. Chị lấy quần này chốt mẻ 57 kiềm size giùm em nè. Mẻ 57 kiềm size nha. Chị lấy chốt mẻ 57 kiềm size. 26, 27 và size 28 giùm em nha. Đẹp lắm mấy chị ơi, giá 165.000, lưng là vừa phải giùm em nha. Lưng vừa phải. Đây nha mấy chị ơi. Chốt em mẻ số 57 kiềm size nha, mẻ 57 kiềm size. 26, 27 và size 28 giúp em nha. 26, 27, 28. Đây nha mấy chị ơi. 165 kiềm size giùm em nha, 165. Dạ, em có đi đó kêu quá rồi chị. 26, 27, 28 giùm em nè. Rồi áo này nha mấy chị ơi, áo đắp chéo em có tổng cộng 1, 2, 3, 4, 5 màu. Áo đắp chéo giùm em nha, áo này có 5 màu. Đây, form này 56, 57 kg, trở lại là men vừa luôn giùm em nè. Giá là 85.000. Đắp chéo nha mấy chị ơi, phía trước của nó nút nè. Nút giùm em nha, và ở sau là có bo. Ở sau là có bo giùm em nha. 40 đến 56, 57 kg là men vừa. Bộ lụa tay ngắn em, lấy bộ lụa tay ngắn. Mình dài là mình đùi ra luôn. Rồi đây nha mấy chị ơi, áo này em có màu này chốt em màu nâu nè. Màu nâu. Nâu giùm em nha. 85.000 màu nâu. Rồi 85.000 màu xanh. 85.000 màu xanh giùm em nha, vải siêu đẹp luôn, đắp chéo que. 85.000, phần dưới này nó có nút cho mình nha mấy chị ơi. Nó có nút như này em nha, ở sau là bo nhúng phía sau. Bo nhúng phía sau em nha, chốt em xanh. Xanh 85.000 màu xanh.
85.000 màu đỏ. Len body là đợi em đợi khoảng vài ngày nữa đi. Nhưng mà len body là chị về hàng cao cấp. Đang đặt hàng rồi. Rồi cái này chốt đỏ nha mấy chị ơi, đỏ. Đỏ. Đỏ giùm em nha, đỏ. Rồi chữ đen, chữ nâu. Ok chị Kim Vy Nguyễn nè. Chữ đen, chữ nâu. Rồi cái này là chốt em là chữ nha. Chữ màu kẹp phôi sữa mấy chị, chữ màu kẹp phôi sữa nè, với lại chữ đen. Chữ kẹp phôi sữa với lại chữ đen luôn dùm em nè. 85.000 áo nha. Rồi chị lấy áo màu gì chốt màu đó giúp em. 85.000 áo. Cho chị cái chân váy gì mặc cái này cái áo này. Chân váy trắng hồi nãy cũng được. Anh xíu nha mấy chị ơi, anh đang thử cái áo nè. Cái này mình có thể mặc đóng thùng cũng được nha mấy chị ơi. Mặc đóng thùng lại. Nói chung đắp chéo que nhưng mà nó không có hở gì hết nha mấy chị ơi. Có thể mặc đóng thùng lại. Rồi thôi lấy cái form áo ra cho mấy chị coi form. Rồi form của nó là như thế này dùm em nha. Form phía dưới nha mấy chị ơi. Đó phía dưới áo nút dùm em nè. Phía sau áo là có bo 56-57kg trở lại là men vừa hết dùm em. Chỗ này là mình mặc vô, người mình tới đâu là nó bo tới đó luôn mấy chị ơi. Chỗ này dùm em nha. Đẹp lắm luôn, vải siêu đẹp dùm em. Đắp chéo. Đắp chéo nha. Rồi 40-56-57kg là men vừa áo này luôn. Nâu mặt cho Lê Ngọc Anh Thi. 85.000 dùm em nha. Chịu lấy chốt dùm em nè. Lê Ngọc Anh Thi nâu mặt. Rồi có màu luôn nha mấy chị ơi. Màu xanh, màu đỏ này với lại chữ đen. Cái men là màu nâu. Đẹp lắm luôn. Đắp chiếu của em nha. Mặc vào điều chỉnh cái phần dưới này lại. Ở sau là có bo nhúng. 85.000 dùm em nha mấy chị ơi. Nâu mặt nè. Rồi màu xanh nè. Màu xanh dùm em nha. Màu xanh. Đắp chiếu đang mặc cho chị Kim Vy Nguyễn không em? Đang mặc cho chị Kim Vy Nguyễn. Rồi màu xanh, màu nâu với lại màu chữ đen dùm em nha. Xanh nâu chữ đen. Xanh nâu chữ đen dùm em nha. Chị lấy chốt em áo kiềm màu chữ đen. Đó. Đẹp lắm nha mấy chị ơi. À, lấy chốt em màu nha. Chị lấy chốt áo kiềm màu dùm em nha mấy chị ơi. Rồi bộ 55.000 còn sót đúng bộ cuối 40-57-58kg dùm em nha. Chữ đen chị Ti Hí chữ đen. Chị Ti Hí chữ đen 85 nha. Rồi cái này chốt em là chữ đỏ 55.000 bộ 55 dùm em nha. Chốt em bộ 55. Chốt bộ 55 dùm em nha mấy chị ơi. Bộ 55.000. Bộ 55 dùm em nha. À lấy bộ 55. Chốt bộ 55 bi xe me vải chapter.
form 57 58 kg trở lại giùm em nha, 40 đến 57 58 kg 55.000. 55.000 giùm em nha, chị đã lấy chốt giùm em là giá 55.000. 55.000 giùm em nha, chị lấy giá. Đi lấy mẫu chị nha. Kim tư nhiễm này áo đế 65.000, cái này em còn đúng mỗi màu tắm chị ơi. Áo đế 65 nha mấy chị, form 40 đến 57 58 kg giùm em. Cái này còn đúng hai cái đen một cái trắng. 65.000 chị lấy đế 65, chốt em đế 65 nha. Trở vai chất vải là vải len. Chất vải là vải len giùm em nha. Màu đen, màu trắng hai màu. Đen với trắng hai màu giùm em nha mấy chị ơi, đen trắng hai màu. Chị đã lấy chốt em áo đế kìm màu giá 65.000. Áo đế kìm màu giá 65 giùm em nha, màu này màu trắng. Rồi trắng nè với màu đen nè, hai màu giùm em giá 65.000 nha mấy chị ơi. Chân váy mặt là 75.000, dáng dài form 40 đến 60 kg men vừa và lưng là lưng thun giùm em nha. Còn áo này có màu trắng, màu đen hai màu giá 65, 40 đến 57-58 kg. Đó chị đã lấy áo thì chốt em là áo kìm màu nha. Áo kìm màu, chân váy thì còn đúng một cái cuối. Bộ lụa 99.000, em còn đúng mỗi màu một bộ nha mấy chị ơi. Màu vàng, màu đỏ hai màu. Form từ 40 đến 55, 56 kg là men vườn em nha. 40 đến 55, 56 kg là men vườn em, bộ lụa 99.000. Lụa 99.000 dùm em nha mấy chị ơi, đó. 40 đến 55 56 kg là men vừa hết giùm em bộ lụa này nha. Chị có hai cái áo từ từ rồi gửi để chị lựa thêm dồn đơn rồi gửi luôn nha. Chị Lâm Thu Ngon nha. Lâm Thu Ngon dồn đơn, dồn thêm một like nữa. Ok chị Lâm Thu Ngon nha, ngày mai thêm một like rồi em gửi nha chị. Mai em like thêm like rồi em gửi. Rồi cái này chốt em này bộ vàng 99.000, bộ vàng mấy chị ơi. Áo đế trắng cộng chân váy trắng, ok chị Hương luôn. Rồi bộ lụa màu đỏ giùm em nha, bộ lụa đỏ. Bộ lụa em còn vàng với đỏ hai màu, đỏ này đỏ đậm nha mấy chị ơi, không chối nha. Đỏ đậm không chối. Ê như hỏi bao nhiêu tiền em ơi? Chữ đen. Dạ áo chữ đen chốt cho chị rồi nha chị Tây Húy ơi. Áo chữ đen chốt cho chị rồi nha chị. Rồi bộ lụa từ 40 đến 55 56 kg là vừa nha Lê Kiều ơi. 40 đến 55 56 kg giùm em nha. Chị Lê Kiều. Cái này có màu đỏ, màu vàng hai màu. Đỏ vàng hai màu. Đỏ vàng hai màu. Đây sao? Để không thiếu tiền. Hai gì đâu? Đưa được. Rồi lụa em lên màu lại rồi em que mẫu nha mấy chị ơi. Lụa đỏ, lụa vàng hai màu có đúng mỗi màu một bộ nha. Đó 99.000, 40 đến 55 56 kg giùm em nha mấy chị ơi. 40 đến 55 56 kg nha, màu đỏ nè. Rồi màu vàng nè, hai màu giùm em. Đỏ vàng hai màu nha, chị lấy lụa chốt em lụa tiền màu. Màu đỏ và màu vàng hai màu. Rồi em que mẫu nha.
Lê Kiều vàng dồn đơn. Ok em, Lê Kiều vàng 99, Lê Kiều dồn đơn nè Huyền. Vàng 99, Lê Kiều dồn đơn. Thôi mới vô lấy cái đầm này, còn màu kem với màu xanh ở trên khối trắng á, lấy cho chị con. Đầm em mặc 40 đến 60 65 kg, bầu bì bông chiên thoải mái luôn nha. 135.000. Ở trước tay là thêu nổi lên trên luôn nha mấy chị ơi. Vải là vải len giùm em nha, dày dặn. 135.000 chốt em đầm đen 135 mấy chị ơi. Siêu thoải mái luôn. Co giãn đẻ lắm luôn mấy chị ơi, co giãn lắm luôn nha. Nãy giờ cái đầm mà hút đi đen có mũ. Dì My nãy em vô cái đen nào dì My? Đen 145. Đây đen 145 còn cái nha. Nó tương tự như cái loại sọc bữa trước em đăng hình á. Mà cái loại sọc đó là giá 155, còn cái đen này giá là 145. Quả nó khác nhau. Bữa trước hình như chị xe xỉ lấy cái đen rồi sao á chị? Bữa trước chị lấy cái đen rồi á. Đây nè, em còn một cái. Cái này nó sót lại luôn nè, treo trên cây xong em không thấy luôn, tụng hết luôn á. 145.000 nha, mặc lên cưng lắm luôn mấy chị ơi. Hút đi màu đen, dáng dài que gối, đẹp lắm luôn nha. 55-56kg cho lại men vùi em nè, đẹp lắm mấy chị ơi, 40kg đổ lên. Cái chữ này nó bị chói, đây chữ nó đẹp nha. 145.000, còn đúng cái đen cuối nè. Chị nào lấy đen này, chốt em này, đầm đen 145 nha. Dạ ok, chị xe xỉ nè, đen chị xe xỉ. Ghi chị Ngọc, giờ em ghi chị Ngọc Nguyễn nha chị. Ghi cho chị Ngọc Nguyễn 145. Chị Ngọc Nguyễn 145 nè em. Ngọc Nguyễn 145. Rồi bộ lụa đùi 75.000, phơm 40 đến 60kg men vừa. Chị lấy đỏ chốt em đỏ. My em nhớ không, nằm ở trên phối màu trắng, ở dưới là màu xanh. Màu xanh, màu kem, hai màu lấy đi. Rồi bộ này 75.000 giùm em. Quần là nó có túi cho mình luôn, áo cũng có túi. 40 đến 60kg là men vừa giúp em bộ này luôn nha mấy chị ơi. Có hai túi hai bên, bộ gấu 75. Chị nó lấy bộ 75, chốt em bộ 75 nha. Vải lụa, vải lụa đẹp lắm mấy chị ơi. 75.000, phơm 40 đến 60kg là men vừa giùm em nha. Rồi chị nó lấy lụa 75, chốt em là bộ lụa 75.000. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 40 đến 60kg là men vừa hết giùm em luôn nha. Đẹp trĩ 75.000. Đây mấy chị ơi, ai lấy lụa chốt em lụa 75 nha. Đầm mặt đúng một màu duy nhất nha Hương Mèo ơi, màu đen thôi à. Đầm mặt thì có màu đen thôi. Chữ là chữ thêu nổi lên trên luôn, nổi lên trên luôn mấy chị. Đây em nha, 135. 40 đến 60kg là men vừa. 135 giùm em nha, 40 đến 60kg. Chị nào lấy đen đang mặc, chốt em là đen đang mặc nha, 135.000. Đầm đen đang mặc nha mấy chị ơi, đúng một màu. Đầm này toàn bộ trước là đính đá giùm em luôn nè. Đây. Toàn bộ trước là đính đá luôn mấy chị ơi. Màu xanh, màu đỏ, hai màu để em thử màu xanh. Đầm len đỏ, đầm len đen em vừa mặc á là vải nó co giãn lắm luôn mấy chị ơi. Này kiểu hút đi giùm em nha. Và nó là vải len 135.000. Tương tự vậy My à. Mà xanh với kem á. Rồi cái mũ của nó là màu trắng giùm em nha, dây. Toàn bộ phần trước là đính đá giùm em nè, đính đá phần trước luôn. 40 đến 60kg mang vừa nha, giá 135 mẫu này. 135.000 mẫu này giùm em nha. Trời đẹp lắm mấy chị ơi. 40 đến 60kg bầu bì cũng có thể bông chiên được luôn. Rồi cái này em có màu xanh đen mặt nè, với lại màu đỏ. Xanh đen mặt với màu đỏ, hai màu. 135 giùm em, 40 đến 60kg men vừa dạng hút đi. Mặc lên nó năng động, nó trẻ trung lắm mấy chị ơi. Màu xanh giùm em nha, với này màu đỏ. Rồi.
Rồi form dáng kiểu dáng y nhau, chỉ khác mỗi cái chữ phía trước thôi nha mấy chị ơi. Đính đế giùm em nha. 135.000, chốt em đầm xanh 135, đầm đỏ 135 nha. Sam em mặc là 135. Đó tay. Đẹp lắm mấy chị ơi, xanh giùm em nha. Rồi vẻ này màu đỏ. Đỏ này đỏ đậm mấy chị ơi, đẹp lắm luôn nha. Rồi giá 135.000 đầm hoodie. Vải len đính đế phía trước nha mấy chị ơi. Ai lấy đầm này chốt giúp em là đầm kiềm màu nha. 135.000 đầm kiềm màu, xanh đỏ hai màu giúp em nha mấy chị ơi. Xanh với đỏ hai màu giùm em nha. Cái quần là rin lưng siêu keo, em còn đúng một cái size 27. Đây nè, quần rin lưng keo giùm em nha. Còn đúng cái size 27, giá là 165.000. Chị nào lấy quần size 27, chốt em quần size 27 nha, giá 165.000 một quần. Đây nha mấy chị ơi, còn đúng một cái này trơn luôn nè mấy chị ơi, đẹp lắm luôn. Mặc đi làm cũng được, trơn không rách không xước gì hết nha. Trơn nè, không rách không xước gì hết. Lưng của nó nè mấy chị ơi, lưng nè. Đẹp lắm luôn, giá 165.000 và em còn chỉ đúng duy nhất cái size 27 nha. Duy nhất size 27. Rồi chị nào lấy quần size 27 165 chốt em quần nha. Size 27 giá 165. Ủa Huyền, mẫu đó bữa trước là không có miếng mi sao ạ? Mẫu này chị mặc đầu lên màu đỏ, ở trên này nó có trắng, nó có sợi dây mình cột lại gì nè. Màu còn màu xanh với màu kem á. Bây giờ tìm miếng mi để lấy miếng mi không biết màu lắm. Rồi chốt em nha mấy chị ơi, 165.000 em nha, size 27 giá 165.000, size 27, 165 size 27. Len sọc giá 90 giùm em nha mấy chị ơi. Len sọc giá 90. Form 40 đến 60, 65 cứ gì vừa hết áo khoác len này giùm em nha. Giá 90.000. Chờ lấy len sọc, chốt em len sọc 90 nha. Khoác len sọc 90.000 một áo. Đây mấy chị ơi, 40 đến 60, 65 cứ gì vừa hết giùm em mẫu này nha. 90.000. Rồi chị nào lấy khóc 90, chốt em là khóc 90 nha. Khóc len 90.000, 40 đến 60 kg là men vừa luôn. Đây nha mấy chị ơi, chốt em khóc len giá 90. Đeo nâu 85.000, đeo nâu. Rồi beo nâu giùm em nha mấy chị ơi, 85.000 beo nâu. Form 40 đến 60 kg là men vừa áo này trở vai giùm em nha. Chốt em beo nâu giá 85.000, beo nâu. Beo nâu 85, beo trắng. Rồi beo trắng beo nâu hai màu em nhan giá 85.000. 40 đến 60 kg là men vừa áo này luôn nha mấy chị ơi. 85.000 giúp em nhan, beo này beo trắng nè mấy chị ơi, beo trắng. Rồi này beo nâu giùm em nha. Rồi trắng nâu hai màu. Trắng nâu hai màu giá 85.000, trắng nâu hai màu giùm em nha. Chị lấy cái này chốt em là beo kìm màu, beo trắng beo nâu 85.000 nha, beo kìm màu. Đầm mặc tháo đế đây được không? Cái này tháo đế là nó hư cái đầm mấy em ơi, có đế nó mới đẹp mà. Cái này đẹp là nhờ đế mà, tháo đế ra nó hư á. Tại vì sợ tháo đế ra nó sẽ bị xù, nó sẽ xù cái bãi, cái phần dưới cái đế nha anh em. Thế không được đâu. Người dễ thương. Có đế mới đẹp đó, Huỳnh Duy. 135 nha, 40 đến 60 bầu bì bông chen được. Áo vàng 95 giùm em, form 40 đến 57, 58 kg là vừa áo này luôn giúp em nha. 90 áo 95.000, áo vàng 95.
Áo vàng 95 dùm em nha, 40 đến 57 58 kg áo vàng giá 95.000 là miên mặt nè. Dễ thương lắm luôn nha mấy chị ơi. 135.000 đầm đen mặt. Đầm đen mặt 135 dùm em nha. Mình về nhà mình đi mình ủi đè xuống nó sẽ xuống nha, do trong bọc mới lấy ra nó hơi nhanh nha. 40 đến 60 kg mang vừa luôn, 95.000 nha. Chị lấy vàng 95 chốt em vàng 95.000, vàng 95 nha mấy chị ơi. Vải rất là mát luôn, dày dặn và mát cực kỳ, dày dặn và mát lắm luôn nha mấy chị ơi. Áo vàng nè, rồi cài nút ở trên giùm em nha, cài nút 95.000 màu vàng, 95.000 vàng giùm em nha. Thì nó lấy vàng chốt áo vàng giá 95.000 áo vàng, vàng 95 giùm em nha. Hình như có màu hồng nữa, cái em mang là màu vàng nhưng có màu hồng nữa nè. Màu vàng nha mấy chị ơi, có màu hồng nữa. 95.000 giùm em nha, vàng hồng hai màu. Vàng mấy chị ơi, màu vàng giùm em nha, vàng. Rồi này màu hồng hai màu. Vải mát lạnh luôn, dày dặn rất là mát nha. 95.000 áo giùm em. Rồi vàng hồng hai màu nha mấy chị ơi. Màu vàng với lại màu hồng hai màu. Chị lấy áo này chốt giùm em áo kèm màu nha. Vàng hồng hai màu 95.000. Màu hồng nhẹ nhàng. Rồi màu vàng giùm em nha. Màu vàng nha mấy chị ơi. Rồi chị là lấy áo này chốt giùm em áo kìm màu nha. 95.000 áo kìm màu, vàng với lại hồng hai màu, màu hồng và vàng hai màu. Vàng hồng hai màu nha mấy chị ơi. Rồi đầm này giùm em nha, phôm tầm 56 57 kg trở lại là men vừa. Ở phía sau nè, cài nút ngọc như thế này. 135 chốt em đầm. Đầm nâu 135. Phôm từ 40 đến 56 57 kg giùm em nha, hàng hai lớp, hàng Quảng Châu hai lớp, giá 135.000. Những cái bông này là kết nổi lên trên luôn nha mấy chị ơi. Rồi 40 đến 56 57 kg giùm em nha, những cái bông này kết nổi lên luôn nè. Rồi chị nào lấy đầm này chốt em đầm kìm màu. À, chốt em đầm nâu nha mấy chị ơi, cái này đúng một màu duy nhất, đầm nâu 135.000. 135 giùm em nha. 40 đến 56 57 kg là men vừa luôn. Hàng hai lớp, bông này nổi lên trên giúp em nha mấy chị ơi, nổi hết lên trên luôn. Đẹp cực kỳ luôn nha, đúng một cái duy nhất giá 135. Thì lấy đầm này chốt giùm em đầm kìm màu 135, đầm kìm màu. Đầm nâu chị Kim Vi Nguyễn, đầm nâu 135 em. Đầm nâu 135 chị Kim Vi Nguyễn. Rồi len suông ở dưới phối ren giùm em nha. 40 đến 60 kg men vừa, bầu bì bông chim thoải mái luôn. Tay dạng như là lưới len nè. Tay nó dạng như lưới len nha mấy chị ơi. Hai bên tay là lưới len giùm em nha. Rồi trước cổ như thế này, vải siêu co giãn 40 đến 60. Bầu bì bông chim được luôn. Và phần dưới của nó có lót ren cho mình. Phần dưới có lót ren giùm em nha, 135.000. Lấy đầm len chốt em đầm len 135 nha. Đầm len 135.000 ở trước là đẹp lắm đó chị ơi. Phải là siêu co giãn giùm em nha.
ở dưới nè, phối đen bên trong cực kỳ xinh luôn, chất vải siêu co giãn. Rồi 40 đến 60 bầu bì bông chiên thoải mái giùm em luôn. Chị lấy đầm này chốt em đầm len nha, 135.000 đầm len. Len 135 chị Hương Mèo. Coi coi Hương. Hương Mèo em. Em tin. Đen 135 giùm em nha, 40 đến 60 kg mang vừa. Hương Mèo ở đâu em? Chị Hương Mèo ơi, lên lại giúp em địa chỉ số điện thoại nha chị Hương Mèo ơi. Rồi cái này chốt em là sọc đen 135.000 sọc đen nha mấy chị ơi. Sọc đen 135. Chị Hương Mèo ở Bixi đúng không chị? Số đuôi nhiêu mi? Chị Hương Mèo ơi, chị ở đường ở Bixi đúng không? Số đuôi là 77B đúng không chị? Đúng thì ok giùm em nha. Rồi cái này chốt em là đầm len sọc 135.000 len sọc 135 giùm em nha. Len sọc 135 nha mấy chị ơi, ở sau là chéo giùm em nha, cái đầm này mặc lột vai được. Lột vai được nha. 135.000. 1B7 mi vậy là khách khách khác rồi. 1B7 hả chị? Rồi vậy lên địa chỉ luôn giùm em nha. 1B7. Lên địa chỉ luôn giùm em nha chị. Rồi quần 50.000 còn sốt đúng cái nè. Form 55kg trở lại mang vừa, quần 50 còn đúng cái nha mấy chị ơi. Để mai ghé lấy nha, ok chị Hương Mèo nè. Ghé từ 2 giờ 7 giờ giúp em nha chị Hương Mèo ơi. Chụp lại em đi số hộ lên đi ghé. Rồi quần này ở sau lưng thun giá 50 và form 55kg trở lại là mang vừa em nha. Chốt em quần 50 còn đúng cái cuối mấy chị ơi. Hai bên có túi giùm em luôn nha. Hai bên có túi vải mát lắm. Màu xanh đen. Rồi chốt em quần 50 nha. Quần 50. Quần 50 giùm em nha mấy chị ơi, quần 50. Rồi em đưa lại. Đàn Tú Trinh lấy quần 50. Ok em nha, Nguyễn Đặng Tú Trinh quần 50 dồn đơn. Caro này nè mấy chị ơi, để em sang mấy chị coi. Nó là gồm cái quần lưng siêu keo bên trong giùm em nha. Nó gồm một cái quần lưng là siêu keo bên trong giùm em nè. Và nó quần lưng siêu keo nha. Và nó có một cái lớp bên ngoài đắp quen là một cái chân váy. Đây. 85.000 nguyên kẻ set form này 60kg trở lại men vừa. 60kg trở lại men vừa men nha. Chốt em là Caro 85.000 Caro. Caro 85.000 Caro giùm em nha. Rồi Caro 85 giùm em nha mấy chị ơi. Đó, còn một cái quần lưng keo bên trong và một cái miếng đắp que như thế này. Giá là 85.000 về form 40 đến 60kg là men vừa men luôn nha. Còn áo này là áo hồi nãy. Chị nào muốn lên màu áo này nữa thì báo em nha. Áo này 99.000 form 40 đến 60kg. Chân váy cũng vậy luôn nha mấy chị ơi, chân váy cũng vậy luôn. Rồi 99.000 giùm em nha, 99.000. Chị nào lấy chốt em nha, siết caro 9 áo này 99, siết caro là 85.000. Chị lấy báo em nha.
làm sọc 1B5. Cái này em còn đúng một cái nè, 1B5 làm sọc nha mấy chị ơi. 40-60kg làm men vừa luôn dùm em nha, giá 135.000 đầm sọc. Đầm này còn đúng cái. Đầm vải len nhưng mà vải mét cực kỳ luôn nha mấy chị ơi, vải mét lắm. Đầm này vải mét lắm luôn nha mấy chị ơi. Giá là 135.000 đầm sọc này, vải len dán suông. Len suông nè mấy chị ơi. 40-60kg làm men vừa, vải đẹp, rất là mát nha, không có nóng gì hết. 1B5 dùm em nha, chị Hương Nhu sọc 1B5 nè. Chị Hương Nhu sọc 1B5. Trong váy len hình như chị còn một cái màu nâu, 115.000. Chờ chị xíu. Rồi hoodie giùm em nha mấy chị ơi, hoodie. Form là form giấu quần giùm em, 40-60, 65 cứ gì vừa hết giùm em luôn nha. Áo này nem mặc được luôn mấy chị ơi. Mấy chị mặc đôi được nè, áo này em nha. Hút đi giùm em nha mấy chị ơi, cái này thun. Thun mà dạng như là vải, vải da cá tàu nha mấy chị ơi. Vải da cá tàu rất là mịn nha, chứ không phải là dài cui mà một cục như là vải mà da cá của mình đâu, yên tâm nha. Tại nhiều khi mấy chị có ác cảm với là hàng da cá nên mới nói rõ ràng. Hàng da cá có nhiều loại vải nó gớm lắm. Nó thô thô mà nó xe xe dày dày á. Còn này không phải nha, cái này hàng Quảng Châu giùm em, 99.000. Tại vì nó khác với lại cái loại em đang bán cái áo kia là áo nỉ bông là khác nha. Còn này dạng vải thun, thun da cá tàu, 99.000, nam nữ mặc đôi được. Giờ lấy này chốt em trắng 99.000 trắng nha mấy chị ơi. Trắng 99.000 có nón dễ thương cực kỳ luôn, mặc đôi được. Nữ thì mặc thành form giấu quần, còn nam thì mặc thành form bình thường nha. Rồi chị nào lấy chốt em nha mấy chị ơi, trắng 99.000. Trong váy len còn cái 115 màu nâu nha, sợi lai Nguyễn Nguyên coi được không nè. Sót đúng một cái luôn á. 115.000, trong váy nâu dáng dài 115.000. Đây, dáng dài que gối lên form hơi bị cưng luôn mấy chị ơi. Chị đẹp cực kỳ, ở sau có túi nhỏ phía sau thì nha, vải nè. Đẹp lắm luôn, giá là 115.000. Chốt em này trong váy nâu giá 115 nha, còn đúng cái cuối cùng. Còn đúng cái cuối cùng nha mấy chị ơi, nâu 115, dáng dài que gối luôn, có túi nhỏ sau lưng. Rồi nâu 115 giúp em nha, nâu 115. Còn đúng cái cuối mấy chị ơi. Giờ lấy nâu 115 chốt giùm em là nâu nha, 115.000 nâu. Nâu 115. Quần rin 165 nha mấy chị ơi, quần này em còn size 26, 27, 28. 165.000 một quần, chất vải co giãn giùm em nha. Chất vải co giãn giá 165.000 một quần nè. Phía sau nó có thêu giùm em nha mấy chị ơi, ở sau có thêu như thế này. Giá 165.000 giùm em nha, có size 26, 27, 28 B size. 26, 27, 28 B size mẫu này. Giá là 165.000 giùm em nha. Rồi giá 165, cái quần này lên form đẹp lắm luôn mấy chị ơi, ở phía sau là thêu giùm em nha. Rồi 165.000 một quần, 165.000 quần giùm em nè. Chị lấy quần này chốt giùm em quần nha, quần 165 kèm size. Chốt em mẻ 55 kèm size nha mấy chị ơi, quần 55 kèm size, 26, 27, 28 B size. 26, 27, 28 B size giùm em nha, 627, 28 B size. 165. Rồi đen suông giùm em nha mấy chị ơi, 60kg đổ lại men, 60-65kg bầu bì bông chen thoải mái giùm em luôn. Màu đen giá 100, màu đen giá 135.000. Chị lấy đen 135, chốt em đen 135 giùm em nha. Đây, cổ nó là dạng cổ vuông như thế này em nha mấy chị ơi. Cổ vuông, rồi nút từ trên xuống dưới luôn giùm em nha. Nút từ trên xuống dưới luôn mấy chị ơi, khóa xẻ phía trước nè.
40 đến 60 65 kg bầu bì bông chen thoải mái dùm em luôn. Chốt em đầm đen 135 nha. Chốt em đầm đen 135.000 đầm đen nha mấy chị ơi, đen 135. Rồi đen 135 dùm em nhan xỉ phía trước nè. Đó nó từ trên xuống dưới luôn, cổ là cổ hơi vuông vuông như thế này, đúng một cái duy nhất dùm em nha. Chốt em đen 135.000 đen. Cái là đẹp lắm chị ơi, dáng dài, dạng maxi dáng dài luôn á. Dạng maxi dáng dài dùm em nha. 135.000 chốt em nha mấy chị ơi, đầm đen 135 đen. Đen 135. Body trắng giùm em nha mấy chị ơi. Body trắng, dạ sọc em chốt cho chị rồi nha chị Hương Nhu ơi. Sọc này bỏ vô chị Hương Nhu rồi đúng không? Rồi đầm trắng 40 đến 60 kg men vừa. Trắng 40 đến 60 kg men vừa 125 giùm em nha. Dạ. Thấy đồ chị nhặt bụi đi, tính đi. Nhỏ lại nhà chút lon cũng lon cũng mua đó hả? Dạ có, mới vừa rồi bởi vì mới vừa mua cách đây 20 ngày gì đó. Rồi gì thôi chị. Rồi cái này chốt em nhan trắng nè 125. Rồi cái này chốt em đỏ cái gì ơi, đỏ đỏ cổ yếm 125 luôn. Rồi đỏ đẹp nè, đỏ cổ yếm 125 giùm em nha. Cổ yếm mấy chị ơi, vải nè, siêu co giãn, nút cổ yếm này sang nè, màu đỏ. Mua cái đầm đỏ đi, mặc đi Noel, mặc đi Tết. Siêu co giãn 40 đến 60 kg giùm em luôn nha. Chị nào lấy chốt em là đỏ 125.000 đỏ cổ yếm 125. Đỏ cổ yếm 125 giùm em nha mấy chị ơi. Đỏ cổ yếm 125 body 40 đến 60 kg men vừa. Rồi em tính bill ơi cho chị Hạnh nhỏ đi. Tính xong cho mi. Rồi chị nó lấy đầm đỏ 125, chốt em đỏ 125 giùm em nha. Đó vải nè, co giãn cực kỳ tốt luôn. Rồi đỏ 125 giùm em nha, chị lấy đỏ, chốt đỏ 125. Đỏ 125. Dùm em nha mấy chị ơi. Chân váy có size không chị? Cái chị đang mặc là free size 40 đến 60 kg men vừa. Tại vì set của nó bên trong là một cái quần lưng thun, bên ngoài là một cái miếng đắp que rồi cài lại nè em. Nó bên trong là cái quần. Bên trong là quần lưng thun mà lưng siêu keo luôn á, bên ngoài một cái miếng đắp que cột lại nha. Này nó dạng như là quần dẻ váy gì đó, đẹp lắm luôn nha. Lơ kiều ơi, em mặc chắc chắn là vừa. Rồi cái yếm 75.000 dùm em nha. Chờ lấy yếm 75, chốt yếm 75. Mấy chị giờ mấy chị phối là áo đen nè, như em đang phối như này cũng được nè. Phối là áo đen hoặc áo trắng gì đó, có túi phía trước nha. Yếm 75 giùm em, giờ lấy yếm chốt yếm 75. Yếm 75. Giờ lấy yếm chốt yếm giùm em nha, yếm 75 60 kg lại men vừa. 60 kg trở lại men vừa em nha, chốt em yếm 75.000. Rồi, yếm 75 giùm em, yếm 75. Dùm em nha mấy chị ơi. Chân váy hồng 75.000, form 52 kg, rồi lại men vườn em chân váy hồng. Chân váy hồng 75 nha mấy chị ơi, form 52 kg, rồi lại men vườn. 52 kg lại men vườn em nha, chốt em chân váy hồng giá 75.000 chân váy hồng. Chân váy hồng 75 dùm em nha mấy chị ơi, rồi lấy chân váy hồng 75 chốt em nha. Chân váy hồng giá 75.000 chân váy hồng.
75 trong đế hồng. Cho chị cái đầm chưa quê luôn em, màu xanh, màu xanh, màu kem, màu kem cũng được. Trong váy hồng 75. Chứ cái em đang mặc nè, để mở ra cho mấy chị coi. 40 đến 60 ký là mặc được hết luôn. Quên đi chứ, lấy ra xong cởi ra luôn. Nói cởi ra cho khách coi rồi cuối cùng cởi ra luôn. Nè, bên trong một cái quần như thế này nha mấy chị ơi, bên ngoài cái miếng đắp que nó là rời ra như thế này luôn. 40 đến 60 kg giùm em nha, 85 ngàn nguyên set. 85 ngàn nguyên set. Đầm em mặc giá là 145 ngàn. Tay của nó là tay dài, dành thích săn lên là săn lên được luôn nha. Tay dài. Lột cái màu xanh đây luôn chị. Nó rộng rãi thoải mái như thế này. Nó có dây cột eo giùm em nha. Đầm này giá là 145 ngàn. Màu em mặc là màu kem với màu xanh nữa, hai màu. 145 giùm em đầm này nha. Màu kem, màu xanh, hai màu, giá 145 ngàn. Lấy màu xanh ra chị luôn, lột màu xanh ra. Đây nha mấy chị ơi, form 56-57kg trở lại là men vừa luôn nha. Tay của nó là dạng tay dài, cái gì có thể săn lên được luôn. 145 giùm em nha, màu này là màu kem. Màu kem nha mấy chị ơi, với màu xanh nữa, hai màu. Kem xanh hai màu giá 145. Màu xanh kiểu khác vậy? Có màu... À, màu xanh kiểu này kiểu khác nè, cho chị màu xanh kia. Kem xanh hai màu giá 145, từ 40 đến 56-57kg là vừa luôn dùm em nha. 145 ngàn đầm này. 145. Kem xanh hai màu 145. Chị đang lấy chốt em đầm kìm màu. 145 ngàn đầm kìm màu. Đây nha mấy chị ơi, xanh nè, kem nè, hai màu. Xanh kem hai màu 145. Rồi giờ nó lấy đầm, chốt em đầm kìm màu nha, 205. Xanh kem hai màu 145 nha mấy chị ơi. À, lấy chốt em nha. Xanh kem hai màu 145. Màu đỏ mỏ này ta. Hả? Cái đó màu đỏ. Màu đỏ thì màu đỏ. Màu đỏ thì màu đỏ. Hút đi là đồng giá 99 ngàn thì em nha, em lên màu lại những mẫu còn nha mấy chị nè. Rồi màu xám nha mấy chị ơi, xám 40 đến 60 giùm em nha. Màu xám lên nha, mặc được không ta? Được. Thấy không, hình chó. Ủa, hình chó mày quá. Màu thì được á. Màu thì được. Nem mặc là chắc phải gửi cho thằng Điền An. Gửi cho bữa con cho. Các con chỉ là rớt ra cái gì đâu. Em ngưng like nha mấy chị ơi, chắc khoảng chút xíu nữa em 10 phút nữa em like lại, em like tầm tiếng nữa nghỉ nha.